Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 52. Một mảnh kiếm quang nổ tung, Diệp Thanh Thanh phía xa bị chấn động liên tục lùi ra ngoài mấy vạn trượng. Bà ấy vừa mới dừng lại, vô số sức mạnh cường đại như thủy triều nhấn chìm bà ấy. Trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên lệ khí, thanh kiếm trong tay quét ngang, vô số kiếm quang chém ra. Bùm! Vô số kiếm quang bị chém vỡ tan, nhưng khoảng hơn chục tuế nguyệt nghịch lưu giả cũng bị bà ấy chém thành hư vô. Sức mạnh cường đại của đám người khiến Diệp Thanh Thanh liên tục rút lui, trong quá trình lùi xa, lại có vô số cường giả lao về phía bà ấy. Rầm rầm. Trên chiến trường, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Thanh Thanh liên tục lui về phía sau. Khoảnh khắc này thời không xung quanh cũng vỡ tan tành. Sức mạnh của đám đông quá mạnh, thế giới này không thể chịu đựng được nữa. Diệp Thanh Thanh vừa dừng lại, một vệt máu chậm rãi tràn ra từ khóe miệng, bà ấy còn chưa kịp hít thở, vô số khí tức cường đại lại lần nữa lao tới. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh đanh lại, không hề sợ hãi, bà ấy lần nữa thi triển kiếm vực, trong nháy mắt, hàng vạn kiếm khí bay ra từ kiếm vực của bà ấy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của các cường giả nhất thời thay đổi. Nhưng giờ phút này bọn chúng đã không còn đường lui, chỉ có thể liều chết đánh một trận, dốc toàn lực tiến công. Bùm! Đột nhiên, vang lên những tiếng nổ đinh tai nhức óc, còn kèm theo tiếng la hét chói tai và âm thanh thảm thiết thê lương. Trên chiến trường, vô số sức mạnh cuồng bạo không ngừng lan rộng ra xung quanh, những làn sóng xung kích mạnh mẽ chấn động bốn phía hết đợt này đến đợt khác. Diệp Thanh Thanh bị chấn động liên tục rút lui, máu không ngừng tuôn ra từ khóe miệng. Sắc mặt bà ấy tái nhợt như tờ giấy. Ngay khi bà ấy dừng lại, cổ trấn hóa thành một đạo quyền mang lao về phía bà ấy một lần nữa, rồi đấm thẳng vào mặt bà ấy. Đương nhiên, ông ta không thể cho người phụ nữ trước mặt bất kỳ cơ hội nào. Cho tới bây giờ, ông ta vẫn vô cùng kinh ngạc, người phụ nữ này lại có thể đối đầu trực diện với nhiều người lâu như vậy, thực lực này thật đáng sợ. Bắt buộc phải bị chém chết. Nhìn thấy cổ trấn lại giết đến, sát khí lóe lên trong mắt Diệp Thanh Thanh, bà ấy không để ý đến cảm giác khó chịu trên cơ thể, run rẩy vung kiếm về phía trước. Bà ấy vẫn chọn cách đối đầu trực diện. Bùm! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt, cổ trấn bị đánh bay, Diệp Thanh Thanh cũng bay ra ngoài, lúc bà ấy bay xa ra, vô số tuế nguyệt nghịch lưu giả và đám cường giả cổ tộc lao về phía bà ấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Thanh Thanh híp mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt, lúc này mặc dù vẫn muốn rút kiếm, nhưng lực bất tòng tâm. Cứ chết như vậy sao? Hai mắt Diệp Thanh Thanh chậm rãi nhắm lại, không cam lòng, lại hơi tiếc nuối, bởi vì bà ấy đã tiếp xúc với đạo, dựa vào thiên phú của bà ấy vẫn có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, bà ấy cũng không hối hận. Nhưng lúc này, sau lưng bà ấy đột nhiên xuất hiện một thanh niên, người tới chính là Diệp Quân. Sở dĩ hắn đi rồi quay lại là bởi vì sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, hắn phát hiện đám người Cố Trấn không đuổi theo hắn. Hắn biết, nếu như đối phương không đuổi theo thì nhất định là muốn giết Diệp Thanh Thanh. Vì vậy, hắn dứt khoát lựa chọn quay lại. Diệp Quân nắm lấy cánh tay của Diệp Thanh Thanh, cơ thể rung chuyển, điên cuồng lui về phía sau, tay phải đồng thời vung kiếm, kiếm khí kinh khủng không ngừng chém về phía đám người xa xa. Tuy nhiên, kiếm khí của hắn vẫn không thể ngăn cản được đám cường giả, toàn bộ kiếm khí vỡ tan, áp lực đáng sợ không ngừng đè ép về phía hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân quả quyết xoay người, ngự kiếm bay đi, biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, nam chủ xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó giúp hắn mở ra lối đi ở Tuế Nguyệt Trường Hà, cứ như vậy, ba người tiến vào trong. Đi đâu hả? Đúng lúc này, giọng nói của cổ trấn đột nhiên từ phía dưới truyền đến, sau đó, một đạo quyền ấn phóng lên trời, lao thẳng về phía đám người Diệp Quân. Diệp Quân đang định ra tay, lúc này, âm thanh của Tịnh Tuyết truyền tới từ trong nhẫn của Diệp Thanh Thanh đến, Diệp công tử, đi trước đi. Dứt lời, bốn pho tượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bốn pho tượng cầm đao khổng lồ bổ nhào về phía đám tuế nguyệt nghịch lưu giả. Diệp Quân không dừng lại. Xoay người dẫn theo Diệp Thanh Thanh hóa thành đạo kiếm quang tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Bùm! Đằng sau hắn, những tiếng nổ liên tục vang lên. Không lâu sau, bốn pho tượng đã bị đám người cổ trấn đập nát, nhưng lúc này, mấy người Diệp Quân đã biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà sâu thẳm.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cổ Trấn bỗng trở nên dữ tợn, đuổi theo. Dứt lời, ông ta dẫn dắt đám người bay vút lên trời, tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quân đưa tiểu tháp cho nam chủ, sau đó bảo nam chủ ngược dòng Tuế Nguyệt đi tìm người tiếp ứng mà chủ nhân bút đại đạo để lại. Còn hắn dẫn theo Diệp Thanh Thanh đi vào tiểu tháp, vừa vào tiểu tháp, hắn lập tức lấy ra cây thần tự tự nhiên, sau đó bỏ vào trong thức hải của Diệp Thanh Thanh. Có cây thần tự nhiên tiến vào trong cơ thể, sắc mặt Diệp Thanh Thanh dần dần trở nên tốt hơn. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, tại sao còn quay lại? Diệp Quân hỏi ngược lại, tại sao lại cứu con? Diệp Thanh Thanh không nói gì. Diệp Quân cũng im lặng. Một lúc sau, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, con không giận ta sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu như người không phải là em gái của cha con thì con cũng không thèm quan tâm đến người. Diệp Thanh Thanh nhướng mày, lườm hắn. Diệp Quân cười ha hả. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, con chờ đó cho ta, đợi ta khôi phục, hừ hừ. Diệp Quân sững sờ. Lúc này, trong tiểu tháp đột nhiên truyền đến giọng nói của nam chủ, người tiếp ứng đã xuất hiện. Thần sắc của Diệp Quân lập tức đông cứng lại. Người tiếp ứng xuất hiện rồi. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, cô, người ở đây chị thương, con đi gặp thử. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, cẩn thận. Diệp Quân đáp, vâng. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi tiểu tháp. Diệp Thanh Thanh nằm trên mặt đất chậm rãi nhắm mắt lại, để cây thần tự nhiên trị thương, vết thương của bà ấy lập tức khôi phục nhanh chóng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở bên ngoài, sau khi rời khỏi tiểu tháp, Diệp Quân nhìn thấy một người đàn ông trung niên cách đó không xa. Khi nhìn thấy người đàn ông trung niên này, hắn sững sờ. Người đàn ông trung niên này chính là Vô Biên Chủ. Nhìn thấy Diệp Quân kinh ngạc, Vô Biên Chủ cười nói, bất ngờ lắm à. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Vô Biên Chủ nói, vừa đi vừa nói. Nói xong, ông ta quay người, phất tay áo, thời không phía xa mở ra, sau đó ông ta dẫn theo Diệp Quân biến mất ở cuối thời không Tuế Nguyệt. Trên đường đi, Diệp Quân nhìn Vô Biên Chủ bình tĩnh nói, lúc ở ngôi sao màu xanh, chủ nhân bút đại đạo từng đến tìm ta. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhớ ra lúc đó chủ nhân bút đại đạo từng nói muốn đi gặp một người, người này chắc là Vô Biên Chủ. Diệp Quân hỏi, có phải tiền bối không muốn? Vô Biên Chủ cười nhạt, lúc đầu đúng là như vậy, nhưng sau đó ta chợt hiểu ra. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía cuối Tuế Nguyệt Trường Hà, nhẹ nhàng nói, chí hướng của đại trượng phu phải nên là đại đạo của vũ trụ mới đúng. Diệp Quân nói, có phải ông ấy đã cho ông lợi ích gì không? Vô Biên Chủ sững sờ. Diệp Quân nhìn Vô Biên chủ nhân bút đại đạo chắc chắn đã cho ông ta lợi ích gì đó. Vô Biên Chủ cười nói, đương nhiên là có lợi ích rồi, nhưng ta vì tín ngưỡng hơn, này, biểu cảm này của cậu là thế nào? Ta giống cha cậu, không bao giờ nói dối. Diệp Quân lắc đầu cười. Vô Biên Chủ nghiêm túc nói, bây giờ tình thế hơi nghiêm trọng, cường giả của chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều đã bị bọn họ ngăn cản, nói cách khác, cả chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều không thể hy vọng được nữa. Diệp Quân trầm giọng nói, ta nghe cô nói. Tiểu Bạch và Nhị Nha đã tới cứu viện rồi. Vô Biên Chủ nhìn Diệp Quân, càng không thể trông chờ vào bọn họ. Diệp Quân. Vô Biên Chủ nói tiếp, bọn họ không làm loạn đã là sự trợ giúp lớn nhất cho cậu rồi. Diệp Quân khẽ thở dài. Hắn thật sự không có lòng tin vào Tiểu Bạch và Nhị Nha. Hai người này đúng là không đáng tin cậy. Bọn họ đúng là quá ham chơi. Nói cách khác. Bọn họ không hề biết mức nghiêm trọng của sự việc, trong mắt họ, cháu trai mình hẳn là không có chuyện gì. Không có lý do. Dù sao cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Diệp Quân lại thở dài, không biết hai người này bây giờ đang ở đâu. Bọn họ còn nhớ đến hắn không? Đâu đó trong vùng biển mênh mông. Ở một nơi sâu dưới lòng đất, Nhị Nha chậm rãi đi về phía trước. Nhị Nha liếm cây kẹo hồ lô. Tiểu Bạch ngồi trên vai cô bé, trong tay cũng cầm một cây kẹo. Đi không bao lâu, mắt Tiểu Bạch chợt sáng lên, vẫy vẫy móng vuốt. Nhị Nha vội vàng dừng lại, nhìn về phía xa, cách đó hàng ngàn trượng, có một tòa cung điện dưới nước. Cung điện này rất lớn, giống như chiếm cứ của thú hoang. Lúc này,
Tiểu Bạch móc móng vuốt về phía xa. Bùm! Một luồng khí tức đáng sợ từ trong cung điện bắn lên trời, sau đó một tia sáng yếu ớt bay tới, cuối cùng rơi xuống trước mặt Tiểu Bạch và Nhị Nha. Là một quả hồ lô màu tím. Tiểu Bạch nhìn quả hồ lô, sau đó cầm lên cất đi. Nhị Nha khẽ gật đầu, dẫn Tiểu Bạch rời đi. Sau khi ra khỏi vùng biển, Tiểu Bạch dường như cảm nhận được cái gì đó, hai mắt sáng lên, móng vuốt chỉ về phía bên phải, nhanh chóng vẫy vẫy. Nhị Nha do dự nói, hình như chúng ta vẫn nên đi cứu cháu trai. Tiểu Bạch chớp mắt, vẫy vẫy móng vuốt, không biết đang biểu đạt cái gì. Nhị Nha nghĩ một lúc rồi nói, chắc cháu trai không sao đâu nhỉ. Tiểu Bạch chớp mắt, không nói gì, nó cũng không biết cháu trai có ổn hay không. Về lý thuyết thì chắc vẫn ổn. Nhị Nha nói, tung đồng xu quyết định đi. Nếu là mặt ngửa, chúng ta sẽ đi cứu cháu trai, nếu là mặt sấp, chúng ta sẽ đi lấy bảo vật trước, sau đó mới đi cứu cháu trai. Tiểu Bạch gật đầu, biểu thị cách này được đấy. Nếu có gì sai sót thì tất cả đều là do đồng xu. Đến lúc đó, An Nam Tịnh muốn trách tội thì cứ giao đồng xu ra là được. Đồng xu. Nhị Nha lấy ra một đồng xu bạc, búng tay một cái, đồng xu bay lên cao, sau đó rơi xuống lòng bàn tay cô bé, hai người cùng nhìn là mặt ngửa. Mặt ngửa. Nhị Nha và Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Nhị Nha nói, lại một lần nữa. Ba hiệp thắng hai. Tiểu Bạch. Trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Quân đi theo Vô Biên Chủ ngược dòng Tuế Nguyệt. Hắn cũng không giúp được gì nên quay lại Tiểu Tháp. Diệp Quân lẳng lặng ngồi bên cạnh Diệp Thanh Thanh, sau khi được cây thần tự nhiên trị thương, vết thương của Diệp Thanh Thanh đã hồi phục rất nhiều, sắc mặt vốn tái nhợt cũng hồng hào hơn. Nghĩ đến cảnh Diệp Thanh Thanh cứu mạng mình, Diệp Quân thấy hơi sợ hãi, nếu hắn không quay lại, e rằng cô đã chết ở đó rồi. Lúc này, Diệp Thanh Thanh mở mắt ra, Diệp Quân vội vàng hỏi, thế nào rồi? Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, cây thần tự nhiên này của con rất tốt, phục hồi rất nhanh. Diệp Quân cười nói, vậy thì tốt. Diệp Thanh Thanh nói, người đến là Vô Biên Chủ à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quân trầm giọng nói, cô, con có chuyện cần thương lượng với người. Diệp Thanh Thanh hỏi, chuyện gì? Diệp Quân nghiêm túc nói, lần sau đừng liều mạng cứu con nữa, nếu người xảy ra chuyện gì thì cha nhất định sẽ không tha cho con. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh trở nên lạnh lùng, vậy là con sợ cha trừng phạt con, cho nên mới không muốn ta xảy ra chuyện sao? Diệp Quân ngơ ngác, mạch não của vị cô này thật khác người. Diệp Quân vội vàng nói, con đương nhiên cũng không muốn người xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quân hơi mất tự nhiên, vị cô này mà nổi giận thì thật sự rất đáng sợ. Một lúc lâu sau, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, ban đầu ta giúp con là vì cha con, về sau thì không phải vậy nữa. Diệp Quân khẽ gật đầu, dù thế nào thì con cũng không muốn cô xảy ra chuyện, còn nữa, con hy vọng sau này dù có chuyện gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt, dù phải chết cũng không sao. Nếu người cứu con mà chết thì con cũng sẽ không thể sống yên ổn cả đời. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn, ta không nghĩ nhiều như vậy. Diệp Quân mỉm cười, bất kể thế nào, dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối mặt. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng nói, đừng dài dòng nữa, ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, hiểu không? Diệp Quân cười nói, được được. Hắn biết vị cô này rất ngang ngược, không thể cứng rắn được, nếu không sẽ bị đánh chết. Diệp Thanh Thanh hỏi, chủ nhân bút đại đạo định làm gì? Diệp Quân trầm giọng nói, Vô Biên Chủ chỉ nói dẫn chúng ta đến một nơi đặc biệt, ở chỗ nào thì ông ta cũng không rõ, nói là chủ nhân bút đại đạo sẽ tự lo liệu. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừ. Lúc này, Diệp Quân nghĩ đến điều gì đó, cởi áo ra, để lộ cơ thể cường tráng. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, thú tính của con bộc phát à? Hả? Diệp Quân nghe vậy sững sờ. Ý gì vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thú tính bộc phát. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, lạnh lùng nói, ta là cô của con. Diệp Quân cắt ngang lời Diệp Thanh Thanh, con muốn cho người xem đường vân trên người con, cô đang nghĩ gì vậy? Diệp Quân chợt cảm thấy Diệp Thanh Thanh thật đáng sợ. Nghe Diệp Quân nói vậy, mặt Diệp Thanh Thanh đỏ bừng,
nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, con không thể nói trước rồi mới cởi áo sao? Diệp Quân sầm mặt lại. Con đâu biết cô có thể suy diễn như vậy chứ? Hắn tê dại cả người. Diệp Thanh Thanh nói, đều là lỗi của con. Diệp Quân không nói gì, cũng không dám nói gì. Diệp Thanh Thanh lườm hắn, sau đó nhìn cơ thể hắn, một lát sau, bà ấy nhíu mày nói, cơ thể phàm nhân. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, sau khi huyết mạch con thức tỉnh, huyết mạch đã tạo thành cơ thể cho con, cô, người biết cơ thể phàm nhân này sao? Diệp Thanh Thanh nói, biết một chút. Diệp Quân vội vàng nói, người nói đi. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn nói, chỉ có huyết mạch phàm nhân mới có cơ thể phàm nhân, cho tới nay chỉ có một người có cơ thể phàm nhân. Diệp Quân nói, cô váy trắng. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hỏi tiếp, cơ thể phàm nhân có gì đặc biệt? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân nhíu mày. Diệp Thanh Thanh nói, chỉ có người phụ nữ đó có thể chất này, ngoại trừ người đó ra thì ta chưa gặp ai khác. Mà đối với người đó, thể chất không có gì quan trọng, cho nên không ai biết thể chất này có tác dụng gì. Diệp Quân trầm mặc. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, con vội vàng gì chứ, cơ thể phàm nhân của con sắp tạo thành công rồi, đợi thêm một thời gian nữa chẳng phải được rồi sao? Diệp Quân gật đầu, bây giờ chỉ có thể đợi. Nhưng hắn vẫn rất tò mò về cơ thể phàm nhân này. Nếu chỉ có cô váy trắng có thì chắc chắn là không hề tầm thường. Nghĩ đến đây, hắn thấy hơi mong đợi. Khi cơ thể phàm nhân đại thành, sẽ là ngày tàn sát tứ phương. Nghĩ đến đây hắn trở nên phấn khích. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, nhìn con vui mừng chưa kìa, chỉ là cơ thể phàm nhân thôi mà. Diệp Quân mỉm cười, không so đo với suy nghĩ phi thường của bà ấy nữa. Tính cách của vị cô này rất xấu, nổi nóng là đánh người. Lúc này, giọng nói của Vô Biên Chủ từ bên ngoài truyền tới, thằng ngu, bọn ta tới rồi. Thằng ngu, Diệp Quân nhíu mày. Sau khi Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, Vô Biên Chủ đã dừng lại. Diệp Quân nhìn Vô Biên Chủ nhìn sang bên phải, thời không tuế nguyệt nơi đó đã bị ông ta tách ra. Vô Biên Chủ nói, đi. Ông ta vừa nói vừa dẫn Diệp Quân biến mất tại đó. Không lâu sau, hai người xuất hiện trên vùng biển này mênh mông vô tận, không nhìn thấy điểm cuối. Diệp Quân hỏi, đây là... Vô Biên Chủ lắc đầu, không biết. Diệp Quân nói, bây giờ chủ nhân bút đại đạo đang ở đâu? Vô Biên Chủ nói, bị người khác chặn lại rồi. Diệp Quân nhíu mày, tông chủ quá khứ tông à? Vô Biên Chủ gật đầu. Diệp Quân im lặng không nói. Chủ nhân bút đại đạo sắp gặp xui xẻo rồi. Vô Biên Chủ nói, ông ta không thể giúp được cậu, bản thân ông ta không thể ra tay giúp cậu nên chỉ đành tính kế giúp cậu. Diệp Quân gật đầu, ừ. Vô Biên Chủ đưa Diệp Quân biến mất, không lâu sau hai người đến đáy biển, sau đó lặn xuống sâu cả vạn trượng, hai người nhìn thấy một cái vực sâu cực lớn. Vực sâu dưới biển. Diệp Quân dùng thần thức lặn vào trong vực sâu, thế nhưng thần thức của hắn vừa lặn đến rìa vực sâu thì lại bị sức mạnh vô hình ngăn lại. Thấy thế Diệp Quân nhíu mày, hắn quay đầu nhìn Vô Biên Chủ lắc đầu, ta cũng không biết, ông ta chỉ bảo ta dẫn cậu đến đây. Diệp Quân nói, cùng vào trong xem thử không. Vô Biên Chủ lắc đầu, một mình cậu vào đi. Diệp Quân sửng sốt. Vô Biên Chủ tỏ vẻ đứng đắn nói, ta vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, cậu tự bảo trọng. Nói rồi ông ta xoay người đi. Diệp Quân đứng đó sửng sốt. Cái quái gì vậy? Vô Biên Chủ không có ý dừng lại, vừa xoay người đã biến mất ở tận cuối tinh hà. Diệp Quân cạn lời. E là vực sâu dưới đáy biển này rất nguy hiểm. Bây giờ đi vào sao? Dĩ nhiên là không. Diệp Quân quyết định đợi, đợi vết thương của Diệp Thanh Thanh hồi phục hoàn toàn. Dù sao Diệp Thanh Thanh trị thương trong tiểu tháp, vết thương sẽ hồi phục rất nhanh. Diệp Quân lại nhìn vực sâu dưới đáy biển đó. Vực sâu này rộng cả vạn trượng, vô cùng tối tăm, nhìn cực kỳ đáng sợ. Hắn suy nghĩ một lát, sau đó lại phóng thần thức của mình ra để nó đi vào vực sâu. Nhưng vẫn như trước đó, khi thần thức của hắn đến gần vực sâu thì bị một sức mạnh bí ẩn cản lại, không thể đi vào thêm một tấc nào. Diệp Quân nhíu mày. Cứ thế khoảng nửa canh giờ trôi qua, Diệp Thanh Thanh xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, bà ấy nhìn vực sâu dưới đáy biển, không lâu sau bà ấy cũng nhíu mày.
Diệp Quân hỏi, cô phát hiện ra cái gì à? Diệp Thanh Thanh im lặng một lúc lâu rồi nói, có khí tức nguy hiểm. Khí tức nguy hiểm. Vẻ mặt Diệp Quân thay đổi, cảm thấy hơi ngờ vực, chủ nhân bút đại đạo sẽ bẫy mình sao? Sẽ không có khả năng đấy. Diệp Thanh Thanh nói, đi, đi xem thử. Diệp Quân gật đầu. Hai người ngự kiếm bay lên, đi thẳng đến vực sâu dưới đáy biển. Không lâu sau, hai người biến thành kiếm quang chìm vào trong biển cả, vừa đi vào trong vực sâu dưới biển, Diệp Quân cảm nhận được một khí tức đáng sợ, khí tức đáng sợ đó đến từ chỗ sâu nhất ở vực sâu. Diệp Quân cúi đầu nhìn nơi đó, vẻ mặt hơi nghiêm trọng. Lúc này Diệp Thanh Thanh bỗng nói, đừng lo. Diệp Quân gật đầu, ừ. Hai người càng đi xuống, uy lực của khí tức đó càng mạnh, hơn nữa khí tức này vẫn không phải là thứ chủ động toát ra. Ngay lúc này, Ngao Thiên Thiên bỗng nói, cẩn thận một chút. Diệp Quân gật đầu. Không biết qua bao lâu, tốc độ của Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh dần trở nên chậm lại, khí tức bức bách hai người càng lúc càng mạnh. Sắc mặt Diệp Quân vô cùng nghiêm trọng. Sau khoảng 15 phút, Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh dừng lại, có một con quái vật khổng lồ đen như mực treo lơ lửng ở dưới đáy vực sâu. Quy thú. Trên lưng con yêu thú này có một cái mai rùa rất dày, vô cùng lớn, dài rộng khoảng cả vạn trượng. Diệp Quân hơi ngờ vực. Lẽ nào đây là thú cưng mà chủ nhân bút đại đạo tìm đến cho mình? Ngay lúc này, con quỷ thú đó bỗng run lên, thoáng chốc cả vùng biển sôi sục. Quỷ thú chậm rãi ngẩng đầu, nó nhìn về phía Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh, ánh mắt nó nhìn Diệp Thanh Thanh một lúc rồi mới nhìn sang Diệp Quân, khi nhìn thấy Diệp Quân, nó lập tức cau mày. Diệp Quân hơi cúi chào, tiền bối. Quỷ thú nói, chủ nhân bút đại đạo bảo ngươi đến à? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Quy thú không cảm xúc nói, cần ta giúp ngươi làm gì? Nghe thế Diệp Quân lập tức hiểu ra. Đây là trợ thủ chủ nhân bút đại đạo tìm cho mình. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, bảo vệ cho ta được bình an. Hắn ngừng lại, sau lại nói, 100 năm. 100 năm. Quy thú nhìn Diệp Quân, cau mày, đơn giản như thế à? Diệp Quân nhắc, tiền bối, ta có vài kẻ thù. Thực lực của chúng đều không thể xem thường. Quy thú lạnh nhạt nói, vậy sao? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Quy thú cười nhạo, sao thế? Lúc chủ nhân bút đại đạo bảo ngươi đến không nói với ngươi, ta là ai à? Thực lực ngang nhau. Diệp Quân lắc đầu, không nói. Quy thú nhìn Diệp Quân, ta là tổ thú huyền quy. Ôi vãi! Diệp Quân cả kinh, hai mắt trợn tròn. Hiện lên vẻ khó tin, tiền bối là tổ thú huyền quy trong truyền thuyết hà. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, dùng huyền khí truyền âm con quen ư. Diệp Quân truyền âm bằng huyền khí, không quen. Khóe miệng Diệp Thanh Thanh khẽ giật. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của Diệp Quân, tổ thú huyền quy đó cảm thấy rất thoải mái, lập tức nói, cũng không cần bảo vệ ngươi 100 năm, ngươi nói cho ta biết kẻ thù của ngươi là ai, ta sẽ giải quyết chúng cho ngươi luôn. Diệp Quân nói, tiền bối, chúng đang đuổi giết ta, không bao lâu nữa chắc sẽ đuổi đến đây thôi. Tổ thú huyền quy nói, vậy thì vừa đúng lúc. Diệp Quân nhìn tổ thú huyền quy, sau đó đầy vẻ cung kính nói, tiền bối, cả tuế nguyệt trường hà mênh mông này chắc không có cường giả nào là đối thủ của ông nhỉ. Tổ thú huyền quy ngẫm nghĩ, sau đó nói, mặc dù không dám nói vô địch nhưng cũng chắc chắn không có đối thủ. Diệp Quân lặng thinh, ông nói vậy cũng như không. Thế này chẳng phải là đang tự cho mình vô địch đó sao? Tổ thú huyền quy bỗng cảm thấy ngờ vực nói, chủ nhân bút đại đạo bảo ta làm chuyện đơn giản như thế hình như hơi không hợp với phong cách của ông ta. Diệp Quân nhìn tổ thú huyền quy, tiền bối nợ ơn của chủ nhân bút đại đạo à? Tổ thú huyền quy gật đầu, năm đó đánh cược thua ông ta, thế là nợ ông một ơn nghĩa, ông ta nói sau này để ta làm giúp ông ta một việc. Diệp Quân khẽ gật đầu, hóa ra là thế. Tổ thú huyền quy bỗng nhìn Diệp Thanh Thanh, ta có cảm giác người phụ nữ bên cạnh ngươi rất mạnh. Diệp Quân mỉm cười, đây là cô của ta. Tổ thú huyền quy khẽ gật đầu, nhưng ngươi thì rất yếu. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Lão già này nói chuyện thẳng thắn quá nhỉ. Tổ thú huyền quy bỗng hỏi, chủ nhân bút đại đạo đâu? Diệp Quân nói, ông ta đang bận xong thì đến. Tổ thú huyền quy gật đầu.
còn muốn nói gì nhưng ngay lúc này đỉnh đầu bỗng xuất hiện rất nhiều luồng khí tức đáng sợ. Thấy thế mí mắt Diệp Quân khẽ giật, mẹ nó, đám người này đến cũng nhanh thật. Ánh mắt tổ thú huyền quy lóe lên vẻ lạnh lùng, đi. Nó vừa nói vừa chậm rãi bay lên trời, thoáng chốc cả vùng biển vô tận cuộn trào, từng đợt sóng biển dâng lên tận trời hệt như thác nước thấu trời, cực kỳ đáng sợ. Chẳng mấy chốc Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh đã ra khỏi vực sâu đáy biển dưới sự dẫn dắt của tổ thú huyền quy, ngay khi xuất hiện trên mặt biển, họ đã nhìn thấy Cổ Trấn dẫn đầu, bên cạnh đó còn có hàng ngàn tuế nguyệt nghịch lưu giả. Trong đó có 5 vị đế quân, còn có cường giả lợi hại của cổ tộc. Khi tổ thú huyền quy nhìn thấy trận thế này, nó sửng sốt. Nó không ngờ lại có nhiều người đuổi giết Diệp Quân như vậy. Tổ thú huyền quy quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, tiền bối, là chúng đuổi giết ta. Tổ thú huyền quy hơi ngờ vực, nhiều người đuổi giết ngươi thế à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tổ thú huyền quy nhìn Diệp Quân, không nói gì. Lúc này nó bỗng có cảm giác tình hình không đúng lắm. Vốn tưởng chỉ có 1-2 người đuổi giết tên này, nhưng không ngờ lại nhiều như thế, hơn nữa còn rất mạnh. Không bình thường. Diệp Quân cũng không nói gì. Lúc này chỉ có thể đánh cược vào tổ thú huyền quy. Khi nhìn thấy tổ thú huyền quy, đám người Cổ Trấn ở chân trời cao mày, họ cũng không ngờ rằng tổ thú huyền quy trong truyền thuyết lại ở đây. Lẽ nào tên này và Diệp Quân là đồng bọn? Nghĩ đến đây, sắc mặt Cổ Trấn lập tức trở nên khó coi. Nguyên Thiên Đế Quân bên cạnh Cổ Trấn bỗng nói, tổ thú huyền quy, ngươi và Diệp Quân là... Tổ thú huyền quy trầm giọng nói, tại sao các ngươi lại đuổi giết người này? Nguyên Thiên Đế Quân nói, hắn là người ủng hộ thiện đạo. Người ủng hộ thiện đạo. Nghe Nguyên Thiên Đế Quân nói thế, vẻ mặt tổ thú huyền quy lại rất bình tĩnh, vì nó biết chủ nhân bút đại đạo là một người ủng hộ thiện đạo, thế nên Diệp Quân là người ủng hộ thiện đạo cũng rất bình thường. Tổ thú huyền quy im lặng một lúc lâu, nhìn Nguyên Thiên Đế Quân, có thể nể mặt ta được không? Nguyên Thiên Đế Quân lắc đầu, tổ thú huyền quy, người biết người đằng sau bọn ta là ai không? Nghe thế, ánh mắt tổ thú huyền quy lộ ra vẻ hung ác, sao thế, người đang đe dọa ta sao? Nguyên Thiên Đế Quân bình tĩnh nói, tổ thú huyền quy, ta và ngươi không có ân oán gì, không rảnh để uy hiếp ngươi, ta muốn nói cho ngươi biết đằng sau bọn ta là Quá Khứ Tông và Tông Chủ Quá Khứ Tông. Tông Chủ Quá Khứ Tông. Nghe Nguyên Thiên Đế Quân nói, sắc mặt tổ thú huyền quy thay đổi. Nó không đánh thắng người phụ nữ kia được. Thấy tổ thú huyền quy như thế, Diệp Quân sầm mặt, e là người này muốn bỏ chạy khi nghe đến tên của người phụ nữ đó. Nghĩ đến đây, Diệp Quân lập tức nói, tiền bối, tông chủ Quá Khứ Tông không có gì to tát cả, thực lực của chủ nhân bút đại đạo và cô ta ngang nhau. Chủ nhân bút đại đạo. Nghe Diệp Quân nói thế, Nguyên Thiên Đế Quân đó nhíu mày, ông ta nhìn Diệp Quân, ngươi chắc chứ? Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo không chỉ đã nắm giữ được đạo, còn phá đạo, thực lực của ông ta là vô địch. Tổ thú huyền quy do dự, sau đó nói, thật sao? Diệp Quân đang định nói gì thì Nguyên Thiên Đế Quân trầm giọng lên tiếng, Diệp Quân, ngươi đừng nói chuyện trái lương tâm. Diệp Quân nghiêm túc nói, ta thấy bọn họ từng đánh, thật sự là thực lực ngang nhau, ta có thể lấy danh dự của cha ta để thề. Mọi người, dùng danh dự của cha để thề. Nghe Diệp Quân nói thế, sắc mặt Nguyên Thiên Đế Quân trở nên cực kỳ u ám, ngươi dùng danh dự của cha ngươi ra thể như thế, cha ngươi có biết không? Diệp Quân còn định nói gì đó, Diệp Thanh Thanh bỗng vỗ đầu hắn, không sợ bị cha con đánh sao? Diệp Quân mỉm cười, sau đó nhìn tổ thú huyền quy, tiền bối, gây thêm phiền phức cho ông rồi. Tổ thú huyền quy không nói gì. Lúc này nó rất muốn đánh chết chủ nhân bút đại đạo. Vốn dĩ còn tưởng là chuyện bình thường nhưng không ngờ lại liên quan đến Quá Khứ Tông. Hơn nữa cổ tộc đã tham chiến luôn rồi. Nếu cuốn vào trong đó, e là muôn đời vạn kiếp không quay về được. Nhưng nếu không giúp thì cả đời anh minh này của mình sẽ không còn nữa. Hơn nữa, nếu không giúp tức là không giữ lời với chủ nhân bút đại đạo, nó cũng khá kiêng dè chủ nhân bút đại đạo. Giúp hay không đây? Tổ thú huyền quy lặng thinh một lúc. Sau đó quay đầu nhìn Diệp Quân, xin lỗi, sức ta không đủ. Cuối cùng nó vẫn không giúp. Vì cái giá của việc này quá lớn. Hơn nữa nó rất kiêng dè tông chủ Quá Khứ Tông.
Nghe tổ thú huyền quy nói thế, Diệp Quân cũng không quá bất ngờ, hắn mỉm cười không nói gì, quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, cô, chúng ta đánh ra ngoài. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừ. Vừa dứt lời, hai người không nói thêm bất kỳ điều gì, ngự kiếm bay lên trời. Trực tiếp tấn công. Thấy thế, Cổ Trấn ở trên trời hít mắt, cổ tộc ta khống chế người phụ nữ này, các ngươi đánh Diệp Quân. Vừa dứt lời, ông ta dẫn theo các cường giả cổ tộc lao về phía Diệp Thanh Thanh. Đám người Nguyên Thiên Đế Quân đều lao đến chỗ Diệp Quân. Đại chiến bắt đầu. Mục tiêu của Diệp Quân cũng là đám người Nguyên Thiên Đế Quân. Ngay khi hắn ra tay, Ngao Thiên Thiên đã dung hợp với hắn, thoáng chốc khí tức của hắn tăng vọt. Thấy khí tức Diệp Quân tăng lên nhanh chóng, đám người Nguyên Thiên Đế Quân cũng biến sắc, không dám sơ suất. Từng đánh nhau nhiều lần với Diệp Quân, họ biết rõ thanh niên trước mặt này không tầm thường, thực lực không chỉ mạnh mà còn rất tàn ác. Không lâu sau, một tia kiếm quang nổ tung từ trên bầu trời, cả thế giới bắt đầu tan tành. Tổ thú huyền quy bên dưới nhìn Diệp Quân bị áp chế trên bầu trời, im lặng không nói. Giúp! Không có lý do. Chỉ vì một lời hứa lúc ban đầu mà chọc vào Tuế Nguyệt Nghịch Lưu giả và Quá Khứ Tông thì quả thật không đáng. Cuối cùng tổ thú huyền quy lẳng lặng rời đi, quay về vực sâu dưới biển đó. Trong một tầng mây nào đó, một người đàn ông ngồi trước bàn cờ, người này chính là chủ nhân bút đại đạo. Đối diện với chủ nhân bút đại đạo là một cô gái áo bào trắng. Người này chính là tông chủ Quá Khứ Tông. Chủ nhân bút đại đạo đi cờ đen, cô gái áo bào trắng đi cờ trắng. Cô gái áo bào trắng cầm một con cờ màu trắng lên rồi hạ xuống, sau đó nói, ta đã từng nói nó không dám ra tay đâu. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái áo bào trắng. Nó không dám ra tay chắc chắn có hai điều, một là sợ cô, hai là không có lợi ích đủ lớn. Cô gái áo bào trắng gật đầu. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạo, cái thứ ngu xuẩn, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, không nghĩ đến tương lai. Cô gái áo bào trắng nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông không giống bọn ta, ông chủ trương tuân theo đại đạo nên ông có thể biết trước được vài chuyện tương lai, trước giờ ông luôn kiên định làm chuyện này là vì đã nhìn thấy kết cục của tương lai ư. Chủ nhân bút đại đạo khẽ cười, cô để ý đến kết cục của tương lai sao? Cô gái áo bào trắng lắc đầu, không để tâm, nhưng tò mò. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái áo bào trắng, nếu đã tò mò thì sao không tự mình đi nhìn xem tương lai thế nào? Cô gái áo bào trắng cau mày, có phải ông thiếu đòn không đấy? Vẻ mặt chủ nhân bút đại đạo cứng đờ. Cô gái áo bào trắng lạnh nhạt nhìn chủ nhân bút đại đạo, đến lượt ông đi rồi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn bàn cờ trước mặt, im lặng hồi lâu mới nói, thế giới thật sự cần có trật tự. Cô gái áo bào trắng bình tĩnh nói, không có trật tự cũng rất tốt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái áo bào trắng, nếu vũ trụ chỉ còn lại một vài ông lớn hàng đầu, không có các nền văn minh và các sinh vật, cô không cảm thấy quá nhàm chán à? Cô gái áo bào trắng nói, yên tĩnh một chút cũng rất tốt. Chủ nhân bút đại đạo lặng thinh. Cô gái áo bào trắng nhìn bàn cờ trước mặt, sau đó chậm rãi đứng dậy đi sang một bên, cô ta nhìn biển mây tầng tầng lớp lớp ở phía xa, thiện đạo mà không thiện thì giữ lại có tác dụng gì. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, không ai là không bao giờ mắc lỗi, đạo cũng như thế. Cô gái áo bào trắng lạnh nhạt nhìn chủ nhân bút đại đạo, vậy bảo đời sau chú ý một chút, đừng phạm sai lầm nữa. Chủ nhân bút đại đạo thấp giọng thở dài. Cô gái áo bào trắng lại nói, ta biết ông vẫn còn đường lui, ông cứ lấy ra đi. Nói xong, cô ta bay đi. Sau khi cô gái áo bào trắng rời đi, một người đàn ông xuất hiện trước bàn cờ, người đến là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ trầm giọng nói, thế giải quyết tổ thú huyền quy thế nào? Chủ nhân bút đại đạo điềm nhiên nói, năm đó nó làm điều ác, ta tha cho nó một mạng để nó nợ ta một ân tình. Ngăn chặn hậu quả ác cho nó nhưng bây giờ nó lại không muốn trả ơn, nếu đã thế thì dĩ nhiên không cần phải ngăn chặn hậu quả đó thay nó nữa. Vô Biên Chủ nhìn chủ nhân bút đại đạo, giờ họ đang bị đánh hội đồng. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn tận cuối chân trời, trầm giọng nói, cô nương, mong hãy giúp lần này, vì cậu ấy. Một người phụ nữ im lặng đứng ở đằng xa không nói gì. Trong tinh không nào đó, Diệp Quân vừa đánh vừa lùi. Tuy rằng thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều nhưng vẫn là không phải đối thủ của đám người Nguyên Thiên Đế Quân,
năm vị đế quân cộng thêm rất nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả, nếu không phải thỉnh thoảng có Diệp Thanh Thanh trợ giúp ở một bên, hắn hoàn toàn không có khả năng kéo dài lâu như thế. Đột nhiên, một vùng kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân lui về sau mấy vạn trượng, khi hắn vừa dừng lại, quyền ấn vạn trượng bỗng từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống, cùng lúc đó rất nhiều cường giả lao đến chỗ hắn. Cả người Diệp Quân bỗng trở nên mờ ảo. Thấy thế, đồng tử Nguyên Thiên Đế Quân co lại, ông ta biết Diệp Quân lại sắp dùng đại chiêu rồi. Các tuế nguyệt nghịch lưu giả cũng biến sắc, những người vốn còn đang ở phía trước lập tức giảm tốc độ. Vì mỗi lần Diệp Quân dùng đại chiêu chắc chắn sẽ có người chết. Ngay lúc này vô số kiếm quang bỗng bay ra từ trước mặt Diệp Quân, sau đó tụ lại thành một thanh kiếm. Liên tiếp 4 lần thời không chồng chéo. Tất cả thời không lập tức bị vỡ vụn, kiếm khí cực mạnh đánh lui đám cường giả trước mặt hắn. Diệp Quân xoay người, đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh, hắn bước vào tiểu tháp, Diệp Thanh Thanh cất tiểu tháp đi, xoay người biến thành một luồng kiếm quang rồi biến mất ở cuối chân trời. Tất nhiên là phải chạy rồi. Đánh lại thì đánh, còn đánh không lại thì chạy. Cổ Trấn ở đằng sau Diệp Thanh Thanh bỗng hét lên, chạy đi đâu hả? Vừa dứt lời, ông ta biến thành một dải cầu vòng dài bay lên trời, lao thẳng đến chỗ Diệp Thanh Thanh. Trong tinh không, Diệp Thanh Thanh vốn dĩ muốn chạy trốn bỗng xoay người chém một nhát kiếm. Thấy thế, sắc mặt Cổ Trấn lập tức thay đổi. Bùm! Sau khi quyền mang vỡ vụn, Cổ Trấn bị văng ra xa, còn Diệp Thanh Thanh lại không hiếu chiến nữa, xoay người biến thành một luồng kiếm quang đi vào tuế nguyệt trường hà. Đuổi theo! Ngay lúc này bên dưới bỗng vang lên tiếng gào của Cổ Trấn. Sau khi đi vào tuế nguyệt trường hà, Diệp Thanh Thanh một đường ngược dòng tuế nguyệt, thực lực của bà ấy cực kỳ mạnh nên dễ dàng đi ngược dòng hơn Diệp Quân nhiều, hơn nữa tốc độ ngự kiếm của bà ấy cũng nhanh hơn Diệp Quân, cho nên đám người Cổ Trấn không thể đuổi kịp ngay được. Sau khi mấy người Diệp Quân rời khỏi vùng biển vô tận, trong vực sâu dưới biển, tổ thú Huyền Quy thở phào. Cuối cùng đám sao chổi này cũng đi rồi. Nó là tổ thú Huyền Quy, có thể nói là yêu thú có tuổi thọ cao nhất từ trước đến nay nên nó không lo lắng về vấn đề tuổi thọ. Đây cũng là lý do tại sao nó thà không giữ chữ tín cũng không muốn bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu này. Còn chủ nhân bút đại đạo, cần kiêng nể không? Nó không quá mức băn khoăn. Trong mắt nó, chủ nhân bút đại đạo hệt như người sống tạm bợ, lăn lộn ở nơi này một chốc, lăn lộn ở kia một xíu, sợ không ai biết ông ta là ai. Tổ thú Huyền Quy cười hà hà, sau đó tiếp tục ngủ đông. Sau khi dẫn Diệp Quân đi vào tuế nguyệt trường hà, Diệp Thanh Thanh đi ngược dòng tuế nguyệt gần 100 năm, đám người Cổ Trấn vẫn không bỏ cuộc, cứ mãi đuổi theo. Dĩ nhiên Cổ Trấn sẽ không bỏ cuộc. Phải biết là đám ám long đó đều nằm trong tay Diệp Quân, nếu không có đám ám long đó, sức mạnh của cổ tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Mà ông ta cũng lo đám ám long đó sẽ bị Diệp Quân ra tay độc ác, hoặc ám long bị thu phục. Tất nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác, đó là hiện giờ tông chủ của quá khứ tông Tăng Thù Lao lệnh truy nã tuế nguyệt lên đến năm tổ nguyên rồi. Năm tổ nguyên. Phần thưởng này quá mức hấp dẫn. Không ai có thể chối từ. Sở dĩ đám người Nguyên Thiên Đế Quân liều mạng như thế thật ra cũng là vì tổ nguyên này. Tín ngưỡng. Họ quả thật cũng muốn xây dựng một thế giới không có trật tự, nhưng điều đó hơi xa vời, mà tổ nguyên đang thật sự ở ngay trước mắt. Chỉ cần giết Diệp Quân là có thể có được 5 tổ nguyên, được 5 tổ nguyên đủ để họ tiếp tục sống thêm mấy ngàn năm tuổi thọ thì họ sẽ có hy vọng vượt qua đại đạo. Mặc dù hy vọng không lớn nhưng mà có hy vọng là được. Mục đích cuối cùng của họ không đơn giản là có được tuổi thọ vĩnh cửu mà còn có thể vượt qua đại đạo, có sức mạnh vô địch. Sau khi tông chủ quá khứ tông tăng phần thưởng lên, ngày càng có nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả động lòng. Trong đó còn có cả vài cường giả cấp đế quân. Trong tiểu tháp, Diệp Quân lại bước đến trước mặt đám ám long, lúc này đám ám long này đã bị Ngao Thiên Thiên thu phục hoàn toàn. Ngao Thiên Thiên nhìn đám ám long đó, sau đó nói. Bây giờ chúng nó đã tuyên thệ trung thành với ta, có thể tham chiến bất kỳ lúc nào. Có thể tham chiến bất kỳ lúc nào. Diệp Quân gật đầu, được. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, lúc nào mới để chúng tham chiến. Diệp Quân nói, không vội, trước tiên để chúng tu luyện nâng cao thực lực, thời khắc quan trọng sẽ để chúng ra tay. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, ừ.
Ngay lúc này giọng Diệp Thanh Thanh vang lên, có người muốn gặp con. Diệp Quân nhíu mày, có người muốn gặp mình hả? Ai cơ? Diệp Quân vô cùng nghi ngờ rời khỏi tiểu tháp, vừa mới bước chân ra ngoài, hắn đã gặp một ông lão mặc áo bào đen, vừa thấy hắn đi ra, lập tức cung kính cúi chào, bái kiến thiếu chủ. Bái kiến thiếu chủ. Nghe ông lão nói vậy, Diệp Quân hơi sửng sốt, ông là ai? Ông lão cúi người một lần nữa, cung kính nói, ta là thuộc hạ của Tần Các Chủ, Phong lão. Tần Các Chủ. Diệp Quân vô cùng kích động, mẹ của ta đang ở đâu? Phong lão trầm giọng nói, các chủ bị người khác theo dõi, không tiện lộ mặt. Bị người khác theo dõi. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, chẳng cần phải nghi ngờ, chắc chắn là Quá Khứ Tông. Người phụ nữ này cũng quá đáng thật, vậy mà lại phái người theo dõi người bên cạnh mình. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Quân vội vàng hỏi, lúc trước có người đã báo tin tức của đám Tuế Nguyệt nghịch lưu giả cho ta, là ông phải không? Phong lão gật đầu, các chủ đã âm thầm phái người đi điều tra tất cả người của Tuế Nguyệt nghịch lưu giả và những đế quân kia. Diệp Quân nhìn về phía Phong lão, mẹ bảo ông đến tìm ta, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Phong lão gật đầu, bọn ta vừa mới nhận được tin tức, có một quân đội thần bí đang đuổi về hướng này, thực lực của bọn chúng cực mạnh, vì vậy, lần này chúng ta tới là để trợ giúp thiếu chủ rút lui. Diệp Quân hỏi, quân đội thần bí gì cơ? Phong lão lắc đầu, không biết, đối phương cực kỳ kín đáo, thực lực lại vô cùng khủng khiếp, người của chúng ta căn bản không dám đến gần. Sắc mặt của Diệp Quân tối sầm lại. Phong lão tiếp tục nói, còn nữa, Quá Khứ Tông đã tăng thù lao của lệnh truy nã lên tới 5 đạo tổ nguyên, rất nhiều Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đều đã dao động, vội vã chạy về hướng này. Theo như bọn ta được biết, còn có vài cường giả không rõ lai lịch. Nghe vậy, Diệp Quân lập tức cau mày, cường giả không rõ lai lịch ư? Phong lão gật đầu, giải thích chính là những tên Tuế Nguyệt nghịch lưu giả đã phong ấn bản thân vì tuổi thọ của mình. Những người này phong ấn bản thân, đã lâu không xuất hiện, nhưng bây giờ, tổ nguyên đã xuất hiện, họ chắc chắn không thể chống lại được cám dỗ. Vì vậy, họ đang lần lượt đuổi theo để giết thiếu chủ. Diệp Quân trầm giọng nói, có tra được có tất cả bao nhiêu Tuế Nguyệt nghịch lưu giả không? Phong lão lắc đầu, không tra được. Diệp Quân cau mày đứng dậy. Phong lão cười khổ, thực sự không thể tra được, Tuế Nguyệt mênh mông này đã trải qua vô số thời đại nào cũng có người tài giỏi, một số người trong số họ vẫn còn sống, nhưng phần lớn đã tự phong ấn bản thân và không màng thế sự, cho nên chúng ta không thể nào tra ra được. Ngay cả Quá Khứ Tông cũng không biết, theo như chúng ta biết, bọn chúng đã cử người đi khắp các thời đại để tìm cường giả. Diệp Quân nhẹ giọng nói, thì ra là như vậy. Phong lão lên tiếng, tuy nhiên, chúng ta lại biết về mấy thế lực mạnh nhất. Diệp Quân hơi tò mò, mấy thế lực mạnh nhất sao? Phong lão gật đầu, trong Tuế Nguyệt Trường Hà hàng trăm tỷ năm, thế lực mạnh nhất là Quá Khứ Tông, ở dưới Quá Khứ Tông là Thần Điện Tuế Nguyệt và Ma Điện Tuế Nguyệt, tiếp đến là bốn gia tộc Tuế Nguyệt, lần lượt là Cổ Tộc, Thiên Tộc, Thanh Tộc và Du Tộc. Phía dưới còn có một số cường giả tán tu cường đại, ví dụ như Tổ Long, Thiên Quân. Diệp Quân đột nhiên hỏi, Tuế Nguyệt Trường Hà, tổng cộng chỉ có mấy trăm tỷ năm thôi sao? Phong lão lắc đầu, không biết nữa, càng tiến về phía trước, chắc chỉ có tông chủ của Quá Khứ Tông kia mới biết. Diệp Quân khẽ gật đầu, đang định lên tiếng, Phong lão đột nhiên nói, thiếu các chủ, mời đi theo ta. Nói xong, ông ấy xoay người nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Làm phiền cô nương mở đường. Diệp Thanh Thanh gật đầu, xoay người chém tới một nhát kiếm, lực cản của Tuế Nguyệt Trường Hà bị chia cắt. Ba người biến mất tại chỗ. Diệp Quân phát hiện, ở phía sau bọn họ có hai người áo đen. Nhưng hai người áo đen kia cũng không đi theo. Phong lão nói, bọn họ sẽ cản chúng lại ở phía sau. Diệp Quân trầm giọng nói, nguy hiểm. Phong lão mỉm cười, nói, thiếu chủ yên tâm. Bọn họ sẽ không liều mạng đâu. Diệp Quân đang định nói gì đó, nhưng ngay lúc này, phía sau truyền đến vô số tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó, một đám mây khủng bố phóng lên cao từ Tuế Nguyệt Trường Hà, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu sôi sục. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân híp mắt lại. Thì ra là thả bom. Sau lưng, khi những đám mây khủng bố kia bay vút lên cao, một nhóm người kinh hãi lui về phía sau. Chính là đám người Cổ Trấn.
Đám người Cổ Trấn sau khi rút lui mấy vạn trượng mới dừng lại, nhìn những đám mây khủng bố cao mấy trăm ngàn mét ở phía xa, bọn họ đều sững sờ. Cái quái gì thế này? Tất cả mọi người đều bị tê liệt. Bên cạnh Cổ Trấn, sắc mặt Nguyên Thiên Đế Quân tối sầm lại, có cường giả thần bí trợ giúp hắn. Cổ Trấn nói, bảo Ẩn Tông điều tra xem. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, ông lão bình tĩnh nói, người trợ giúp hắn chính là mẹ của hắn Tần Quan, người thành lập Tuế Nguyệt Các, đây là một thế lực thần bí, chúng ta biết rất ít về thế lực này. Thế lực này được phát triển bởi khoa học kỹ thuật, thực lực rất kỳ lạ, người hãy cẩn thận. Nói xong, ông lão xoay người biến mất tại chỗ. Tuế Nguyệt Các, Cổ Trấn cau mày. Đám người Tuế Nguyệt nghịch lưu giả còn lại cũng vô cùng nghi ngờ. Bọn họ chưa từng nghe tới Tuế Nguyệt Các. Ông lão đã rời đi, vì vậy, bọn họ tuy nghi ngờ nhưng cũng không hỏi được, do đó, mọi người tiếp tục đuổi theo. Diệp Quân bây giờ chính là năm đạo tổ nguyên, ai không bị mê hoặc chứ? Phong lão dẫn đường, Diệp Quân ngược dòng Tuế Nguyệt. Trên đường đi, Diệp Quân đột nhiên hỏi, Phong lão, ông vừa nói mẹ ta đã thành lập Tuế Nguyệt Các ở Tuế Nguyệt Trường Hà này à? Phong lão gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân hơi tò mò, thành lập lúc nào vậy? Phong lão nói, các chủ đã sớm bày bố thế cục ở Tuế Nguyệt Trường Hà, tuy nhiên, khi đó mọi người cũng chỉ đang nghiên cứu thời gian ở đây và một số vũ khí mới. Mãi sau khi các chủ đại hôn, các chủ mới bắt đầu toàn lực phát triển Tuế Nguyệt Các, chiêu mộ cường giả. Nói đến đây, ông ấy liếc nhìn Diệp Quân, Đại La Đế Quân giúp đỡ thiếu chủ lúc trước là người của Tuế Nguyệt Các chúng ta. Nghe vậy, Diệp Quân sửng sốt. Đại La Đế Quân hóa ra lại là thuộc hạ của mẹ. Điều này thực sự làm hắn bất ngờ. Đương nhiên, càng nhiều hơn là cảm động. Hóa ra, mẹ chưa bao giờ thực sự rời đi, bà ấy vẫn luôn âm thầm giúp đỡ mình. Đúng là mẹ ruột. Phong lão nói tiếp, tuy nhiên, thực lực của chúng ta không bằng quá khứ tông, vì vậy, chúng ta vẫn luôn ở ẩn. Lần này, bọn ta sẽ đưa thiếu gia đến thành Quan Huyên, do chính các chủ xây dựng cho thiếu chủ, để thiếu chủ có thể an toàn một tháng. Diệp Quân nói, mẹ có còn sắp xếp gì nữa không? Phong lão nói, các chủ đã sắp xếp trước tiên tới thành Quan Huyên, sử dụng các trận pháp khác nhau ở đó để kéo dài một thời gian. Diệp Quân hỏi, mẹ bây giờ đang ở đâu? Phong lão lắc đầu, không biết, hành tung của các chủ vẫn luôn rất thần bí, bọn ta không thể biết bà ấy ở đâu, chỉ có bà ấy mới có thể liên lạc với bọn ta. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Phong lão nhìn về Tuế Nguyệt Trường Hà phía xa, sắc mặt nghiêm trọng nói, chúng sắp đến rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên, sau lưng có hàng chục luồng khí tức mạnh ập đến. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Phong lão lập tức biến đổi, là quân đội thần bí kia, không ngờ chúng lại tới nhanh như vậy. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn, ở cuối tầm mắt, có thể mơ hồ thấy mấy chục cái bóng đen đang bay về phía bên này. Nhìn những bóng đen kia, trong mắt Diệp Thanh Thanh hiếm khi lộ vẻ nghiêm trọng. Ở trước mặt bốn người họ, bỗng xuất hiện ba người áo đen, sắc mặt Diệp Quân biến đổi, vừa định ra tay, Phong lão vội vàng nói, thiếu chủ đừng ra tay, đây là người của chúng ta. Vừa dứt lời, ba người áo đen đã xông thẳng về phía đám cường giả thần bí kia, 15 phút sau, mười mấy đám mây khủng khiếp đột nhiên phóng lên cao, bức xạ nhiệt ngút trời trong nháy mắt lan truyền tới đám người sau lưng Diệp Quân. Hai mắt Diệp Thanh Thanh híp lại, phất tay áo lên, một đạo kiếm quang lập tức bao phủ ba người. Diệp Quân quay đầu nhìn từng đám mây khủng khiếp, trong lòng nghẹn ngào, tiền bối, bọn họ tấn công theo kiểu tự sát sao? Phong lão nói, thiếu chủ đừng suy nghĩ nhiều, bọn họ không phải người thật, mà là những hình nộm được chúng ta đặc biệt tạo ra, chỉ có ý thức chiến đấu. Diệp Quân trầm mặc, mẹ mình hơi đáng sợ. Phong lão còn muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc này, hàng chục luồng khí tức mạnh lao từ sau lưng tới như thủy triều. Diệp Quân quay đầu lại nhìn một lần nữa, chỉ thấy đám mây khủng khiếp đã bị từng luồng sức mạnh đáng sợ đánh tan, sau đó hàng chục bóng đen giống như quỷ dị lao ra. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Phong lão lập tức biến đổi, thiếu chủ, đi thôi. Dứt lời, ba người nhanh chóng chạy về phía xa. Diệp Quân quay đầu lại nhìn những bóng đen, những cường giả này có tốc độ nhanh đến mức hắn không nhìn thấy bộ dạng của đối phương, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng đen mà thôi. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Hắn biết,
tốc độ của bọn họ không thể nhanh bằng những bóng đen này. Nhiều nhất 15 phút nữa sẽ bị đuổi kịp. Trong lòng hắn khiếp sợ, những cường giả này mạnh hơn rất nhiều so với đám ám long vệ của cổ tộc. Thật khủng khiếp. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, mọi người đi trước đi. Diệp Quân tức giận nói, không được. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, tới thành Quan Huyên đi, mẹ con nói nơi đó có thể giúp con tranh thủ thời gian một tháng, bây giờ đối với con mà nói, thời gian là quan trọng nhất. Nói xong, bà ấy định xoay người, nhưng lại bị Diệp Quân nắm cánh tay lại, hắn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, không được. Mục đích của những người này, không chỉ có hắn, mà còn có Diệp Thanh Thanh. Nếu như Diệp Thanh Thanh ở lại, những người đó chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này, dùng toàn lực để giết Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, tốc độ của những người này cực nhanh, nếu ta không ngăn cản, chờ một lát nữa chúng ta đều không thể đi được. Diệp Quân còn muốn nói gì đó, Diệp Thanh Thanh đột nhiên tức giận lên tiếng, đã lúc này rồi, còn muốn hành động theo cảm tính sao? Mọi người đi đi, ta sẽ tự có cách trốn thoát. Dứt lời, bà ấy tránh thoát khỏi tay Diệp Quân, xoay người chạy về phía đám cường giả thần bí. Giờ phút này, bà ấy đang rất tức giận, nếu con không rời đi, làm sao ta có thể thi triển thực lực thật sự của mình hả? Ngày nào cũng giả vờ yếu đuối, bực bội chết đi được. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của Diệp Thanh Thanh thay đổi, bà ấy quay đầu lại, lúc này, một luồng sáng màu đỏ phóng ra từ trên người Diệp Quân, cùng với luồng sáng đỏ phóng lên, cơ thể Diệp Quân đột nhiên biến thành một người máu. Kích hoạt huyết mạch phong ma. Hơn nữa, còn kích hoạt hoàn toàn. Diệp Thanh Thanh sững sờ. Không quen. Kích hoạt huyết mạch phong ma. Thấy thế, Diệp Thanh Thanh sửng sốt, thoáng chốc bà ấy đã hiểu ra con làm gì thế. Diệp Quân vẫn còn một chút lý trí run giọng nói, cùng nhau đối mặt. Nói rồi hắn biến thành tia kiếm quang lao đến chỗ mấy chục cường giả đó. Được Ngao Thiên Thiên và huyết mạch phong ma hỗ trợ, lúc này khí tức của hắn đạt đến mức độ đáng sợ chưa từng có. Không chỉ thế, khi huyết mạch phong ma xuất hiện, huyết mạch phàm nhân cũng xuất hiện sau đó. Hai sức mạnh huyết mạch. Huyết mạch viêm hoàng không xuất hiện, vì Diệp Quân không dám để cho ba loại huyết mạch cùng xuất hiện, hiện giờ huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân cùng nhau xuất hiện đã là cực hạn của hắn. Nếu huyết mạch viêm hoàng xuất hiện nữa thì hắn sẽ nổ tung mất. Thấy Diệp Quân lao về phía đám cường giả, Diệp Thanh Thanh tức đến mức dậm chân, tức chết ta rồi. Nói xong, bà ấy biến thành kiếm quang lao đến. Phong lão thấy thế vội lấy một bùa truyền âm ra bóp nát. Ngay khi Diệp Quân lao ra, một cường giả tay cầm trường thương bỗng đánh đến trước mặt hắn, một thương đâm vào trên kiếm hiên viên trong tay hắn. Ầm! Kiếm quang trước mặt Diệp Quân nổ tung, sức mạnh cực lớn lập tức khiến Diệp Quân lùi về sau. Lúc Diệp Quân lùi về sau, lại có một bóng đen bỗng đánh đến trước mặt hắn, ngay sau đó một tia sáng đâm vào giữa trán hắn. Lúc này Diệp Thanh Thanh bỗng cầm kiếm đánh đến. Ầm! Thoáng chốc bóng đen đó bị nhát kiếm của bà ấy làm cho lùi ra xa cả ngàn trượng. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn Diệp Quân, sự tỉnh táo trong mắt Diệp Quân đang dần biến mất. Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói, cố gắng giữ lại chút lý trí. Nếu là phong ma hoàn toàn thì bây giờ bà ấy cũng khó áp chế. Bây giờ trong người Diệp Quân còn có huyết mạch phàm nhân. Mặt Diệp Quân dần méo mó, hắn cũng muốn áp chế huyết mạch phong ma nhưng huyết mạch này lại phản nghịch không phối hợp với hắn. Diệp Thanh Thanh còn muốn nói gì đó, ngay lúc này mấy chục khí tức cực mạnh ập đến chỗ bà ấy và Diệp Quân. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên tia sát khí, bà ấy tiến đến trước một bước. Thoáng chốc sức mạnh bí ẩn bao phủ tất cả cường giả bí ẩn ở đó. Kiếm vực. Ngay khi thi triển kiếm vực, tay cầm kiếm của Diệp Thanh Thanh vung mạnh lên, thoáng chốc vô số kiếm quang bộc phát ra từ trước mặt bà ấy. Trong tích tắc, đám cường giả bí ẩn lao đến trước mặt bà ấy bị đánh lui về sau. Nhưng kiếm vực của bà ấy cũng bị vỡ nát. Sau khi đánh đuổi tất cả cường giả bằng một nhát kiếm, Diệp Thanh Thanh nắm lấy cánh tay Diệp Quân. Xoay người ngự kiếm chạy trốn, nhưng ngay lúc này, một bóng đen bỗng xuất hiện trước mặt bà ấy và Diệp Quân, ngay sau đó một tia đao quang bỗng cuồn cuộn quét xuống. Diệp Thanh Thanh híp mắt, tay phải cầm kiếm vung mạnh về phía. Vèo! Hàng vạn ngàn kiếm quang bộc phát, Diệp Thanh Thanh và Diệp Quân liên tục lùi về sau cả ngàn trượng.
cách trước mặt hai người trước mặt có một người đồ đen tay cầm trường đao. Người đồ đen lạnh lùng nhìn Diệp Thanh Thanh và Diệp Quân, thanh đao trên tay toát ra tia sáng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Ngay lúc này, phía sau hai người có mấy chục khí tức cực mạnh cuồn cuộn lao đến. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn Diệp Quân, nếu con đã không đi thì giết một là đủ, con đánh tên cầm đao này đi. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn xoay người, cầm kiếm lao đến chỗ cường giả bí ẩn cầm đao đó. Ngay khi hắn lao đến, xung quanh trở thành biển máu. Gần như cùng một lúc, Diệp Thanh Thanh cũng lao thẳng đến chỗ đám cường giả bí ẩn. Diệp Quân vừa xông đến trước mặt cường giả bí ẩn cầm đao đó, cổ tay người đồ đen cử động, sau đó giơ trường đao trong tay lên chém về phía trước. Đao quang dài cả vạn trượng. Vèo. Kiếm quang màu đỏ toát ra từ trên người Diệp Quân bị một nhát đao này đánh vỡ vụn, cùng lúc đó Diệp Quân lui ra xa mấy vạn trượng, còn chưa kịp dừng lại, người đồ đen đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn như bóng ma, lập tức sau đó một nhát đao khác giáng mạnh xuống. Xoẹt. Lại là một luồng kiếm quang màu đỏ vỡ nát, Diệp Quân bị đánh văng ra xa. Người đồ đen không định cho Diệp Quân cơ hội, ngay khi Diệp Quân bị văng ra xa, tên đó lại cầm đao lên lao về phía Diệp Quân. Cứ như thế, người đồ đen vung đao lên như vũ bão, từng nhát đao chém vào Diệp Quân, thoáng chốc Diệp Quân đã bị chém lùi về sau cả mấy chục vạn trượng. Đối mặt với mấy nhát đao hung hãn của người đồ đen, hiện giờ Diệp Quân chỉ có thể bị động phòng thủ, vì đường đao của đối phương quá lợi hại, hơn nữa tốc độ quá nhanh, hắn không có cơ hội phản công, cho nên từ đầu đến giờ hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Nhưng vì có huyết mạch phong ma nên khí tức và sức mạnh của hắn cũng ngày càng mạnh. Quan trọng nhất là huyết mạch phàm nhân lại bắt đầu định hình lại cơ thể cho hắn. Cứ thế người đồ đen cầm đao điên cuồng tấn công Diệp Quân gần nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này Diệp Quân vẫn không có cơ hội phản công, bị áp chế hoàn toàn. Lúc này, đám người Nguyên Thiên Đế Quân đã đuổi đến đây, khi nhìn thấy đám người người đồ đen, Cổ Trấn dẫn đầu nhíu mày, ông ta nhìn Nguyên Thiên Đế Quân bên cạnh, Nguyên Thiên Đế Quân lắc đầu, ông ta cũng không quen đám người trước mặt này. Thấy thế Cổ Trấn xa sầm mặt mày. Quá khứ tông này thu hút đám cường giả đỉnh cấp này ở đâu đến vậy? Nguyên Thiên Đế Quân nhìn Cổ Trấn, tộc trưởng cổ tộc cũng không quen à. Cổ Trấn nhìn chằm chằm người đồ đen, một lúc sau ông ta lắc đầu. Nguyên Thiên Đế Quân sầm mặt, không phải là người của thần điện Tuế Nguyệt hoặc ma điện Tuế Nguyệt đó chứ? Cổ Trấn nhìn đám cường giả ở đằng xa, lắc đầu, ta không chắc. Vì ta chưa từng tiếp xúc với thần điện Tuế Nguyệt và ma điện Tuế Nguyệt. Nguyên Thiên Đế Quân nhìn Diệp Quân ở đằng xa, cùng nhau ra tay. Cổ Trấn nhìn người đồ đen đó, người hỏi hắn thử xem. Nguyên Thiên Đế Quân im lặng không nói. Bây giờ Diệp Quân đang một đánh một với người đồ đen, nếu đột nhiên ra tay rất có thể gây thù với người đồ đen. Dù sao Diệp Quân cũng đáng giá năm tổ nguyên. Cổ Trấn nói, đợi một lát xem. Nếu ông ta có thể giết chết Diệp Quân thì năm tổ nguyên đó là của ông ta, nếu không được thì chúng ta ra tay cũng không muộn. Nguyên Thiên Đế Quân khẽ gật đầu, tuy ông ta không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy, lúc này mà ra tay rất có thể sẽ có nội chiến, lúc này mà xảy ra nội chiến chắc chắn là hành động rất ngu xuẩn, vì họ nội chiến vào lúc này tương đương với việc cho Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh cơ hội. Đợi! Cổ Trấn bỗng nói, mặc dù không dễ ra tay với Diệp Quân. Nhưng chúng ta có thể giết nữ kiếm tu đó trước. Giết nữ kiếm tu đó trước. Nghe Cổ Trấn nói thế, Nguyên Thiên Đế Quân lập tức nhìn Diệp Thanh Thanh ở phía xa, ông ta cười nhạo, vừa đúng ý ta. Suốt cả chặng đường, nếu không phải vì nữ kiếm tu váy đen trước mặt thì họ đã giết được Diệp Quân 800 lần rồi. Cổ Trấn không nói gì thêm, lập tức lao đến chỗ Diệp Thanh Thanh. Mục tiêu là giết Diệp Thanh Thanh trước. Diệp Thanh Thanh ở phía xa như cảm nhận được, lập tức quay đầu lại, lúc này quyền thế đáng sợ cuồn cuộn lao đến sát bà ấy như thủy triều. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên tia sát khí, bà ấy lại thi triển kiếm vực, ngay sau đó bà ấy cầm kiếm vung lên, thoáng chốc vô số kiếm quang bộc phát từ trong kiếm vực. Ầm ầm. Ngay lập tức, đám người Cổ Trấn bị văng ra xa cả vạn trượng, nhưng kiếm vực của Diệp Thanh Thanh cũng bị phá vỡ ngay lập tức, sau đó bà ấy liên tục lùi lại. Trong lúc đó hàng chục bóng đen đánh đến trước mặt bà ấy. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh hiện lên vẻ tàn độc, tay cầm kiếm lại vung lên phía trước, kiếm quang như vũ bão che phủ cả một vùng thời không trước mặt. Vèo vèo.
Từng tiếng xé tan không khí khiến người ta tê cả da đầu liên tục vang lên. Không lâu sau, mưa kiếm lại vỡ vụn, sau đó nắm đấm cả ngàn trượng đột nhiên từ bên cạnh đánh tới, lao thẳng đến Diệp Thanh Thanh, nắm đấm ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chấn động thời không tuế nguyệt xung quanh khiến nó liên tục bị phá vỡ. Đối mặt với nắm đấm đáng sợ này, gương mặt Diệp Thanh Thanh trở nên hung dữ, chém một nhát kiếm. Bùm! Quyền ấn bị phá vỡ nhưng bản thân Diệp Thanh Thanh lại lùi ra xa cả ngàn trượng, bà ấy còn chưa kịp dừng lại thì sức mạnh của hàng trăm cường giả đã ập đến, sắp nhấn chìm bà ấy. Diệp Thanh Thanh lại thi triển kiếm vực lần nữa, ngay khi kiếm vực xuất hiện, vô số sức mạnh tràn vào, sắc mặt bà ấy lập tức trở nên trắng bệch, bà ấy không thể làm gì khác ngoài việc vung thanh kiếm trong tay phải lên, từng luồng kiếm quang bay ra. Rầm rầm rầm, tiếng nổ dày đặc không ngừng vang lên. Vô số sóng xung kích dữ dội lan tràn, các cường giả xung quanh đều bị sóng xung kích này làm cho chấn động liên tục lùi về sau. Mà Diệp Thanh Thanh đứng ở trung tâm nguồn sức mạnh này cũng liên tục lùi về sau, trong lúc đó một vệt máu chảy ra từ khóe miệng. Khi bà ấy dừng lại, áo trước ngực bà ấy đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không chỉ thế, sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc. Từ lúc đầu đến giờ, bà ấy liên tục bị đám người bao vây tấn công. Bị vô số sức mạnh cực lớn tấn công, lúc này gần như đã sắp đến cực hạn của bà ấy rồi. Dĩ nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì tự bà ấy phong ấn một phần tu vi của mình. Ngay khi Diệp Thanh Thanh dừng lại, một cú đấm khác ập đến. Thấy cổ trấn này được thế không buông tha cho mình, ánh mắt bà ấy lóe lên vẻ lạnh lùng, quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía xa. Thấy Diệp Quân đã dần mất lý trí, bà ấy không cố ý kìm nén sức mạnh của mình nữa, không lùi mà phản công. Bà ấy lao về phía trước rồi đâm một nhát kiếm. Rầm, quyền ấn bỗng biến mất. Diệp Thanh Thanh đánh thẳng một mạch, đâm vào cổ trấn ở phía sau quyền ấn đó. Kiếm quang như điện. Thấy thế sắc mặt cổ trấn lập tức thay đổi, cảm thấy cực kỳ hãi hùng. Sao kiếm thế của người phụ nữ này lại đột nhiên trở nên mạnh hơn nhiều thế? Ông ta không dám đối chọi trực tiếp với kiếm của Diệp Thanh Thanh, thế là bèn lùi lại sau. Ngay lúc này tốc độ của Diệp Thanh Thanh đột nhiên tăng lên. Đồng tử cổ trấn co lại, sợ hãi không thôi, ông ta đánh một quyền theo bản năng, vô số quyền quang ảo ảo lao ra. Rầm, một nhát kiếm của Diệp Thanh Thanh đâm vỡ cả quyền quang đó, sau đó kiếm quang đâm thẳng vào ngực cổ trấn. Kiếm quang biến mất, Diệp Thanh Thanh đã xuất hiện phía sau cổ trấn đó. Hai mắt cổ trấn ngây dại, chậm rãi ngã xuống, ánh mắt ông ta đầy vẻ chấn động và ngờ vực, sao đánh một hồi thì người phụ nữ này lại mạnh thế này. Ngay khi kiếm đâm xuyên qua ngực cổ trấn, kiếm của Diệp Thanh Thanh đã đâm nát thần hồn của ông ta. Thần hồn tiêu tan. Diệp Thanh Thanh vừa dừng lại, rất nhiều sức mạnh cực lớn ảo ảo lao đến. Diệp Thanh Thanh quét kiếm. Vèo. Kiếm quang vỡ vụn, các cường giả bị chấn động lùi về sau, nhưng ngay sau đó vô số cường giả lại xông đến chỗ bà ấy lần nữa. Nhìn vô số cường giả xông đến chỗ mình, ánh mắt Diệp Thanh Thanh bỗng trở nên lạnh lùng. Kiếm trong tay bà ấy rung lên dữ dội. Đương lúc Diệp Thanh Thanh chuẩn bị bùng nổ hoàn toàn thì thấy một tia máu đỏ bất ngờ vọt tới ngay trước mặt. Chính là Diệp Quân. Hắn vung thanh kiếm trong tay lên rồi bổ xuống. Thời không chồng chéo ba lần liên tục. Kiếm vừa ra, bọn Nguyên Thiên Đế Tôn đi đầu tái cả mặt, biết đây là tuyệt chiêu của hắn nên không dám nghênh đón trực tiếp, đành phải thối lui. Uỳnh. Thời không trước mặt Diệp Quân tan tành theo đường kiếm. Hắn nhân cơ hội mang theo Diệp Thanh Thanh lùi lại, đồng thời lấy cây thần tự nhiên ra đặt vào người bà ấy. Thấy cả người hắn đẫm máu, đối phương mở miệng muốn nói gì nhưng đã bị hắn đưa vào trong tiểu tháp. Đoạn thân hình hắn nhòe đi, lắc mình bỏ chạy. Diệp Thanh Thanh. Bỗng nhiên, Diệp Quân cảm thấy lạnh toát từ bên hông. Hắn xoay người, lập tức thấy một thanh đao vồ tới như sấm sét. Là tên đao tu bí ẩn kia. Đối phương quá nhanh, Diệp Quân chỉ có thể bị động giơ kiếm phòng thủ. Choang! Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân cảm thấy tay mình tê dần, không ngừng lui lại. Đao tu kia tiếp tục bổ tới, tung ra đao mang nhấn chìm hắn. Uỳnh! Diệp Quân lùi lại sau tiếng nổ kinh thiên động địa. Bỗng có quyền ấn khổng lồ vạn trượng áp xuống từ trời cao, khóa cứng lấy hắn làm hắn hít thở không thông. Hắn không thể tiếp tục lùi lại, bèn rút kiếm chém ra. Thuật bạt kiếm chồng chéo 4 lần liên tục. Mỗi lần là 1.500 nhát.
tiếng kiếm minh lảnh lót vang khắp thời không. Rầm, kiếm quang và quyền mang nổ tung, sinh ra sóng xung kích lan xa vạn trượng, đẩy lùi các cường giả làm họ không dám bén mảng lại gần. Diệp Quân cũng bị đẩy đi, nào ngờ lại có đao khí giáng xuống. Đồng tử hắn rụt lại, cả người nhòe đi. Thời không chồng chéo. Hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực để đối phó đao tu này, bằng không thì căn bản không thể ngăn lại. Đao thế của đối phương còn mạnh hơn cả quyền thế của Bạch Tướng Đế Quân. Đao rơi xuống. Rắc. Kiếm quang vỡ nát, Diệp Quân tiếp tục lui lại. Đao tu kia hóa thành hàng loạt đao quang vọt tới. Đồng tử co rụt, Diệp Quân không chần chừ nữa mà lựa chọn thiêu đốt thân xác. Quỳnh. Khí tức đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể, hắn không lùi mà tiến, vung kiếm ra. Kiếm quang lao về phía đao tu. Đánh trực diện. Ầm. Kiếm quang và đao mang cùng vỡ, hai người cùng lui. Ánh mắt đao tu lóe lên vẻ khiếp sợ. Bên kia, Diệp Quân còn chưa dừng lại đã thấy Bạch Tướng Đế Quân và các cường giả khác đánh tới. Trước đó họ còn kiêng kỵ vì sợ xích mích với đao tu, nhưng bây giờ đã bất chấp tất cả. Ai bảo đối phương tốn nhiều thời gian như vậy vẫn không thể đánh bại Diệp Quân làm gì. Thấy một đám người vọt tới, Diệp Quân hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt. Thân hình hắn mở đi. Những người kia thấy vậy thì biến sắc. Thấy một người muốn lui lại, Bạch Tướng Đế Quân gằn giọng, lui nữa thì khác gì cho hắn cơ hội. Chúng ta hợp tác với nhau, cần gì phải sợ hắn. Ông ta là người đầu tiên lao lên. Bởi ông ta biết nếu sợ chết mà không dùng toàn lực thì chính là dâng cơ hội cho Diệp Quân. Một khi nữ kiếm tu váy đen kia khôi phục sức mạnh, giết cả hai sẽ khó khăn hơn nhiều lắm. Bây giờ bà ấy bị thương chính là cơ hội tốt nhất để kết liễu Diệp Quân. Nghe Bạch Tướng Đế Quân nói vậy, Nguyên Thiên Đế Quân nhìn những người khác, không lui lại nữa mà dốc toàn lực. Tất cả cường giả, dùng toàn bộ sức mạnh. Như cảm nhận được, hàng loạt tia sáng vàng hiện lên quanh Diệp Quân, hóa thành long giáp bao phủ cơ thể hắn, còn có hình bóng rồng mơ hồ hiện ra. Là Ngao Thiên Thiên, dùng thân thể che chắn cho hắn. Diệp Quân bước tới, vung kiếm chém. Thời không chồng chéo 4 lần liên tục. Ngàn vạn tia kiếm quang hiện lên hội tụ thành một thanh kiếm, làm thời không vỡ tan tành. Đánh trực diện. Ầm. Tiếng nổ như sấm vang khắp Tuế Nguyệt Trường Hà, sóng xung kính khủng khiếp khuếch tán đẩy lui tất cả. Lui nhanh nhất là Diệp Quân, bay tới mấy trăm nghìn trượng. Long giáp quanh thân vỡ nát khi hắn dừng lại, thân xác cũng nứt vỡ, máu tràn ra. Vì đang thiêu đốt thân xác mà máu bốc hơi, hóa thành ngọn lửa đó. Hắn nắm thánh kiếm Hiên Viên, chống đỡ trong hư không. Hoàn toàn kiệt sức. Nếu còn cây thần tự nhiên thì có lẽ còn cố gắng được, nhưng vì không có nên thân thể không thể khôi phục nhanh chóng. Lại còn đốt thân xác nên chẳng khác gì đèn cạn dầu. Cạn thật. Vào lúc này, các cường giả kia đồng thời vọt tới. Trong mắt không chỉ có tham lam mà còn có máu. Với họ, Diệp Quân chính là năm tổ nguyên. Năm tổ nguyên. Đủ để hoàn toàn đổi vận. Diệp Quân nhắm mắt, nắm chặt kiếm trong tay. Đúng lúc hắn đang chuẩn bị liều chết, lại có mấy chục khí tức hùng mạnh vọt tới từ cạnh bên. Nguyên Thiên Đế Tôn quay lại, thấy mười mấy cái bóng đang lao tới. Ông ta chợt thấy sợ hãi, muốn rút lui theo bản năng, nhưng thấy Diệp Quân đã kiệt sức thì cắn răng, quyết định xử hắn trước. Ông ta nhanh chóng vọt tới trước mặt hắn, nào ngờ lại thấy một tia kiếm quang vọt ra từ người hắn. Nguyên Thiên Đế Tôn biến sắc, đưa tay lên đỡ. Ầm, kiếm quang nổ tung, Nguyên Thiên Đế Tôn bị đẩy lui. Người vừa ra tay chính là Diệp Thanh Thanh. Bà ấy tóm lấy tay Diệp Quân bỏ chạy. Đám Bạch Tướng Đế Quân muốn đuổi theo thì bị mười mấy cường giả bí ẩn chặn lại. Quỳnh, hàng loạt đám mây hình nấm vươn lên, sóng xung kích nóng hổi nhấn chìm đám Bạch Tướng Đế Quân. Diệp Thanh Thanh vội vàng lôi Diệp Quân chạy về phía Phong Lão. Ông ấy nói, theo ta. Rồi dẫn cả hai chạy đi mấy triệu dặm, không ngừng có hình nộm lao về phía sau, mây nấm vươn lên cao, chôn vùi thời không Tuế Nguyệt. Ba người xuyên qua kẽ hở thời không Tuế Nguyệt, đáp xuống ở thành Quan Huyên. Vào thành rồi, Diệp Thanh Thanh đưa Diệp Quân vào tiểu tháp. Hắn nằm sóng xoài trên đất, quần áo cháy rụi, thân thể rạn nứt, máu chảy không ngừng lại hóa thành lửa. Khí tức yếu ớt như sắp tắt thở.
Diệp Thanh Thanh vội lấy cây thần ra đặt vào người hắn. Ánh sáng xanh nhạt hiện lên. Lần này Diệp Quân bị thương rất nặng, cho dù có được cây thần chữa thì cũng rất yếu. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ hối hận. Thật lâu sau, vết nứt trên người Diệp Quân mới dần khép lại. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Rồi bắt đầu trấn áp huyết mạch phong ma cho hắn. Nửa giờ sau, nó bình tĩnh trở lại. Thân thể Diệp Quân dần khôi phục, sắc mặt cũng không còn trắng bệch nữa. Diệp Thanh Thanh lấy một bộ trường bào trắng phủ lên cho hắn, bản thân im lặng lui sang bên. Một hồi sau, Diệp Quân mở mắt, thấy một gương mặt tuyệt mỹ. Diệp Thanh Thanh. Hắn tuét miệng hỏi, chúng ta còn sống sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu, phải. Sống thật kìa. Diệp Quân lắc đầu cười, không ngờ mình còn giữ được mạng. Rồi hắn nhắm mắt. Diệp Thanh Thanh hỏi, con đang nghĩ gì? Diệp Quân mở mắt, người thấy chúng ta thắng nổi không? Diệp Thanh Thanh, con thấy thế nào? Diệp Quân chỉ cười. Diệp Thanh Thanh, thắng hay không, ta cũng sẽ sát cánh cùng con. Diệp Quân, đều do con quá yếu, liên lụy đến người. Diệp Thanh Thanh nhíu mày không vui, con lúc nào cũng nói những lời vô nghĩa này. Diệp Quân cười khổ, dạ, sau này con không nói nữa. Diệp Thanh Thanh gật đầu, người nhà với nhau cả. Đừng khách sáo như thế, ta không thích. Diệp Quân, dạ. Diệp Thanh Thanh mỉm cười, tập trung chữa thương đi, sau đó chúng ta cùng nhau tiêu diệt bọn chúng. Sự dịu dàng này khiến Diệp Quân thấy không quen, hay là cô cứ giữ lên đi ạ. Rồi im bặt, tự mắng mình ngu suốt. Diệp Thanh Thanh cười nhẹ, ta hung dữ lắm sao? Diệp Quân lắc đầu. Diệp Thanh Thanh, ta và cô váy trắng của con thì ai giữ hơn? Diệp Quân nín thinh, hối hận xanh ruột, lại bị hỏi gài rồi. Diệp Thanh Thanh nhíu mày, khó nói lắm sao? Thế ta đổi câu hỏi nhé. Diệp Quân vội gật đầu, vâng. Diệp Thanh Thanh, nếu ta và cô váy trắng của con cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai trước? Diệp Quân, Tiểu Tháp, vấn đề gì thế này? Diệp Quân cười khổ. Hắn không biết trả lời vấn đề này thế nào, cũng không dám trả lời. Dù cô váy trắng trông có vẻ dễ tính, nhưng hắn cũng không dám nói xấu bà ấy, đùa ạ, kiếm hành đạo đâu phải đơn giản. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Quân vội vàng nói trong lòng, Tháp gia, ngươi trả lời giúp ta đi. Tiểu Tháp đáp, ta xin ngươi làm con người đi. Diệp Quân, nhìn nét mặt đắn đo của Diệp Quân, trong mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên ý cười, vốn còn định tiếp tục làm khó tiểu tử này, nhưng khi nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Diệp Quân, bà ấy cất kiếm, sau đó nói, chữa thương cho khỏi trước đã. Thấy Diệp Thanh Thanh không tiếp tục chủ đề này nữa, Diệp Quân nhất thời như chút được gánh nặng, vội nói, tốt quá. Diệp Thanh Thanh gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi tiểu tháp. Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó cất lời, Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên đáp, ừ. Diệp Quân hỏi, thương tích đã lành chưa? Ngao Thiên Thiên nói, đã hồi phục được chút ít rồi. Diệp Quân yên tâm hơn một chút. Mỗi lần giao thủ, điều khiến hắn lo lắng nhất không phải là mình, mà chính là Ngao Thiên Thiên. Vì rất nhiều lúc đều là Ngao Thiên Thiên đỡ đòn giúp hắn. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, mà lúc này, hắn đã ở trong thành Quan Huyên. Diệp Quân đi lên tường thành, hắn nhìn ra ngoài, lúc này, ở chân trời có một cô gái kiếm tu đang xách kiếm điên cuồng chém giết lung tung. Cô gái này chính là Diệp Thanh Thanh. Phong lão xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, ông ấy cất lời, thiếu chủ, tất cả trận pháp của tòa thành này đều đã khởi động, tạm thời bọn họ không thể tấn công vào được. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, có thể thử liên lạc với mẹ ta không? Phong lão lắc đầu. Diệp Quân im lặng. Mẹ đang làm gì thế? Hắn thật sự rất tò mò. Lúc này, chân trời phía xa chợt vang lên tiếng kiếm reo, sau đó, mười mấy cái đầu đầm đìa máu chậm rãi rơi xuống từ chân trời. Lúc này, một tia kiếm quang bay đến bên cạnh Diệp Quân, chính là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh mặc váy đen, tóc dài buông xõa, tay ngọc cầm trường kiếm, trên người tản ra sát khí lạnh lẽo. Rất ngầu. Diệp Thanh Thanh hờ hững nhìn thoáng qua Diệp Quân, cùng ra ngoài giết mấy người không? Diệp Quân cười to, được. Dứt lời, không đợi phong lão kia ngăn cản, hai người đã biến thành hai tia kiếm quang bay lên cao,
lao thẳng đến chỗ mấy người nhóm Nguyên Thiên Đế Quân kia. Lại chiến đấu. Nhìn thấy hai người nhóm Diệp Thanh Thanh tấn công tới, sắc mặt Nguyên Thiên Đế Quân nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Trước đây không lâu, hai người này đều bị thương nặng, nhưng bây giờ, hai người đều đã như hồi sinh lại ở đây. Con mẹ nó, đây là đang hách à? Thật sự quá vô lý. Sắc mặt những cao thủ còn lại cũng rất khó coi, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, bọn họ phát hiện năng lực hồi phục của hai người nhóm Diệp Quân này thật sự quá kinh khủng. Chỉ mới bao lâu trôi qua, hai người vốn bị thương nặng sắp chết bây giờ lại sống lại một cách khỏe mạnh. Có phải hách một cách quá đáng không? Đao Tu Bí Ẩn dẫn đầu bên kia cũng nhíu mày, dù trong lòng gã ta thấy nghi ngờ, nhưng lúc này cũng không có quá nhiều thời gian cho gã ta suy nghĩ, vì Diệp Thanh Thanh và Diệp Quân đã tấn công tới rồi. Mọi người lại bắt đầu đại chiến một lần nữa. Mà bên dưới, dưới sự chỉ huy của Phong Lão, vô số trận pháp được khởi động, ngay sau đó, những chùm sáng đáng sợ phóng lên cao từ trong thành, xông thẳng về phía mấy người Nguyên Thiên Đế Quân kia. Thấy cảnh này, mấy người Nguyên Thiên Đế Quân nhất thời thấy sởn tóc gáy. Vì khi nãy bọn họ đã nếm trải sự đáng sợ của những trận pháp này, có thể nói ngoài số ít mấy vị đế quân, những trận pháp này có thể tạo thành uy hiếp chí mạng với bọn họ. Vì thế, Nguyên Thiên Đế Quân dẫn đầu lập tức nói, rút lui. Nguyên Thiên Đế Quân vừa cất lời, một đám cao thủ vội vàng rút lui, cách xa thành Quan Huyên. Diệp Quân vốn muốn tiếp tục đuổi theo, nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Sở dĩ bà ấy dẫn Diệp Quân tấn công là vì có thành Quan Huyên chống lưng, có trận pháp làm chỗ dựa, nếu không, hai người họ chắc chắn không thể chiến thắng những tuế nguyệt nghịch lưu giả này được. Diệp Thanh Thanh dẫn Diệp Quân trở lại thành Quan Huyên, Phong Lão trên tường thành nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiếu chủ, lần sau đừng bốc đồng như thế, những tuế nguyệt nghịch lưu giả kia không đơn giản chút nào, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Diệp Quân gật đầu, Từ khi giao thủ với những tuế nguyệt nghịch lưu giả này, hắn nhiều lần suýt chết trong tay đối phương, đương nhiên hắn sẽ không khinh thường bọn họ. Sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Quân nói, Phong Lão, lập tức nghĩ cách liên lạc với chân vũ trụ và vũ trụ Quan Huyên, ta muốn có tin tức và tình huống hiện tại của hai vũ trụ này. Phong Lão gật đầu, được. Diệp Quân nói tiếp, trận pháp trong thành có thể duy trì được bao lâu? Phong Lão đáp, một tháng. Một tháng. Diệp Quân im lặng suy nghĩ mất một lúc mới nói, chúng ta không thể ngồi đợi ở nơi này mãi được. Vì chắc chắn tuế nguyệt nghịch lưu giả sẽ không cho chúng ta một tháng, nếu ta đoán không lầm, thì chắc chắn sẽ có nhiều cao thủ hơn kéo về phía này. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phong Lão, giúp ta phát một lệnh treo thưởng, người nào đồng ý đến thành Quan Huyên giúp ta, chỉ cần đạt đến cảnh giới đế quân sẽ có thể nhận được một tổ nguyên. Phong Lão thoáng do dự, sau đó nói, thiếu chủ, chúng ta không có tổ nguyên. Diệp Quân đáp, nợ. Nét mặt Phong Lão cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, như thế e rằng sẽ không ai đến đâu. Diệp Quân lại nói, mượn danh chủ nhân bút đại đạo phát lệnh treo thưởng. Chủ nhân bút đại đạo. Nghe thấy thế, Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quân, không nói gì thêm. Lấy danh nghĩa của Diệp Quân chắc chắn sẽ không có ai đến, dù bây giờ hắn cũng có chút danh tiếng, nhưng có uy danh, những tuế nguyệt nghịch lưu giả kia không thể tin tưởng hắn được. Nhưng nếu mượn danh chủ nhân bút đại đạo thì chắc chắn sẽ có cao thủ tin tưởng. Phong Lão nói, thiếu chủ nhân bút đại đạo có tổ nguyên không? Diệp Quân bình tĩnh đáp, đây là chuyện của ông ta. Phong Lão. Diệp Quân xoay người nhìn về phía mấy người nhóm Nguyên Thiên Đế Quân phía xa, nhẹ giọng nói, không còn cách nào khác cả, chỉ có thể dụ dỗ người khác tới rồi tính sau, có thể lừa được một người thì lừa một người. Còn có 6 người. Ưu thế nằm ở con. Phong Lão thoáng chần chừ, sau đó gật đầu, được. Diệp Quân lại nói, còn nữa, đi khắp nơi khoác lác. Phong Lão sửng sốt, khoác lác. Diệp Quân gật đầu, phái người đi khắp nơi truyền tin, nói là chủ nhân bút đại đạo có thực lực tương đương với tông chủ quá khứ tông, chiến đấu không phân cao thấp. Chủ nhân bút đại đạo. Phong Lão chớp mắt, vì sao phải làm thế? Diệp Quân bình tĩnh đáp, không khoác lác như thế. Bọn họ sẽ không dám đối đầu với quá khứ tông. Phong Lão nhìn Diệp Quân, thiếu chủ này không giống người tốt chút nào. Diệp Thanh Thanh cũng nhìn thoáng qua Diệp Quân, tiểu tử này đúng là xấu xa.
Diệp Quân nói tiếp, còn nữa, truyền lệnh ra ngoài, nói là Diệp Quân ta có 3 loại huyết mạch đặc biệt, cao thủ có nhu cầu huyết mạch có thể đến thành Quan Huyên, mọi người có thể trao đổi huyết mạch, cùng nhau tiến bộ, nếu có yêu thú cấp bậc đế quân, ta có thể cho nó một giọt máu miễn phí, giúp nó thoát khỏi trói buộc của huyết mạch. Phong lão vô thức hỏi, miễn phí. Diệp Quân bình tĩnh nói, nhận máu của ta không giúp ta đánh nhau, nó không ngại à? Phong lão. Diệp Quân lại nói, điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, ông phái người tuyên truyền với bên ngoài, nói chỉ cần lào cao thủ cấp bậc đế quân không đối đầu với Diệp Quân ta, 100 năm sau, sau khi ta và chủ nhân Bút Đại Đạo thành lập xong trật tự, ta sẽ tặng cho bọn họ 3 tổ nguyên. Tuế Nguyệt nghịch lưu giả bình thường cũng có thể có được 1 tổ nguyên, đương nhiên điều kiện tiên quyết là trở thành cung phụng của vũ trụ Quan Huyên chúng ta, trở thành cung phụng của chúng ta không có bất cứ ràng buộc nào, cũng không cần đánh nhau vì chúng ta. Nói đến đây, hắn thoáng im lặng, sau đó mới tiếp tục, nhớ nói đây là lời của chủ nhân Bút Đại Đạo. Phong lão. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân lại nói, Phong lão, lập tức đi làm những chuyện mà ta dặn dò đi. Phong lão vội vàng nói, được. Dứt lời, ông ấy lui xuống. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, thế có được không? Diệp Quân đáp, được. Diệp Thanh Thanh thắc mắc, vì sao? Diệp Quân cười nói, lòng người. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, nói hết một lượt đi. Diệp Quân khẽ mỉm cười, sau đó giải thích, những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả này thật sự muốn đối đầu với chúng ta ư? Không, con không nghĩ thế. Sở dĩ chúng ta trở thành kẻ thù là vì 2 nguyên nhân. Thứ nhất, tín ngưỡng mọi người khác nhau, bọn họ tín ngưỡng ác đạo, chúng ta tín ngưỡng thiện đạo. Thứ hai, tuổi thọ của bọn họ đã gần hết, đều muốn có được tổ nguyên, vì thế bọn họ mới liều mạng đến giết con như thế. Nói đến đây, hắn dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục, nhưng bây giờ, con cho bọn họ một cơ hội, nếu bọn họ không ra tay, 100 năm sau, con sẽ cho bọn họ tổ nguyên miễn phí, như thế bọn họ không cần phải liều mạng, 100 năm sau vẫn có thể lấy được tổ nguyên, cô nghĩ, bọn họ sẽ đi bán mạng cho quá khứ tông không? Diệp Thanh Thanh im lặng một lúc lâu, sau đó mới nói, không biết, nhưng chủ nhân Bút Đại Đạo có nhiều tổ nguyên như thế à? Diệp Quân đáp, có. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quân, con chắc chứ? Diệp Quân nói, con không chắc. Diệp Thanh Thanh hơi nhíu mày, nói cho xong một lượt đi, nếu không ta đánh con đấy. Diệp Quân khẽ mỉm cười, tình thế bây giờ là ông ta không có cũng phải có, dù sao có hay không có là chuyện của ông ta. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, không nói một lời. Diệp Quân nhẹ giọng hỏi, cô cảm thấy con xấu xa lắm đúng không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ta chỉ muốn nhắc nhở con, nếu đến lúc đó hắn không có. Diệp Quân nhẹ giọng nói, chỉ cần chúng ta thắng, thành lập xong trật tự, nắm đại đạo trong tay, tổ nguyên gì đó thật sự còn quan trọng ư. Nếu chúng ta thua, bọn họ cũng không thể đến đòi người chết tổ nguyên đúng không? Hơn nữa con tin chỉ cần Phong lão truyền lời của con ra ngoài, khi đó chắc chắn sẽ có rất nhiều Tuế Nguyệt nghịch lưu giả không hy vọng chúng ta thua, vì chỉ cần chúng ta không thua, bọn họ không cần làm gì cũng có thể lấy được tổ nguyên. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, con di truyền hết sự tinh danh của cha mẹ con rồi. Diệp Quân cười khổ, cô, chúng ta đang đối mặt với một kẻ thù vô cùng mạnh mẽ, dưới tình huống này, chúng ta không thể đối đầu với tất cả Tuế Nguyệt nghịch lưu giả được. Chúng ta phải lôi kéo, phải chia rẽ, để nhiều người đứng về phía chúng ta hơn. Diệp Thanh Thanh trầm giọng nói, ta muốn nhắc nhở con, người phụ nữ kia thật sự không đơn giản đâu. Tông chủ quá khứ tông. Diệp Quân gật đầu, con biết. Dứt lời, hắn xoay người nhìn về phía tinh không xa xôi, nhẹ giọng nói, cô ta không ra tay, con chính là Diệp Quân, cô ta dám tự mình ra tay, con sẽ là Kháo Sơn Vương, mọi người cùng nhau ngửa bài. Đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót. Cô ta chỉ vô địch một mình, còn con có tận 6 người, ưu thế nằm ở con. Diệp Quân hiểu rõ, nếu cô gái áo bào trắng ra tay, với thực lực hiện tại của hắn hoàn toàn không phải đối thủ, đừng nói là hắn mà chủ nhân Bút Đại Đạo cũng phải chịu thua. Vì thế nếu cô gái áo bào trắng ra tay, hắn sẽ không chút do dự ăn vạ. Mẹ kiếp! Ngửa bài! Mọi người cùng toi đời! Nhưng trong tình hình hiện tại, cô gái áo bào trắng không có ý định ra tay. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đi, vào tiểu tháp thôi. Dứt lời,
bà ấy lập tức đưa Diệp Quân tiến vào trong tiểu tháp. Trong hư không, Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân trước mặt, nào, đối luyện đi. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó đáp, được. Diệp Thanh Thanh đột nhiên biến mất khỏi chỗ vừa đứng, một tia kiếm quang chợt kéo tới. Sắc mặt Diệp Quân thay đổi, hắn vội nâng ngang kiếm đỡ chiêu. Ầm, kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân liên tục lùi lại, thời không xung quanh rách ra. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh cầm kiếm đứng phía xa, thầm thấy hoảng hốt, lúc này cơ thể của hắn đều đã tê dại, cánh tay phải còn bị nứt ra, máu tươi không ngừng chảy xuống. Sức mạnh thật đáng sợ. Đến tận lúc này, Diệp Thanh Thanh chưa từng ra tay với hắn bao giờ, bà ấy đều chỉ ra tay với kẻ thù, vì thế dù hắn biết Diệp Thanh Thanh rất mạnh, nhưng lại không biết rốt cuộc bà ấy mạnh đến mức nào, mà lúc này, Diệp Thanh Thanh ra tay với hắn, hắn mới biết thực lực của bà ấy đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa chắc chắn chiêu kiếm khi nãy vẫn chưa dùng hết khả năng. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, cởi quần áo ra. Hả? Diệp Quân ngây người. Diệp Thanh Thanh hơi nhíu mày, cởi đi. Diệp Quân chớp mắt, việc này, việc này. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, đầu tiên Diệp Thanh Thanh thoáng sửng sốt, sau đó cười như không cười đứng lên, nụ cười này khiến Diệp Quân cảm thấy rợn tóc gáy. Diệp Quân đang định cất lời thì Diệp Thanh Thanh đột nhiên chém một kiếm tới. Diệp Quân thầm thấy sợ hãi, vội vàng nâng kiếm lên đỡ. Oanh! Kiếm quang vỡ tan, Diệp Quân bị đánh bay ra xa. Khi hắn dừng lại, cơ thể hắn lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cơ thể Diệp Quân đã tê dại. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta bảo ngươi cởi quần áo là để xem cơ thể phàm nhân của ngươi đã đạt tới cấp bậc nào rồi. Nghe thấy thế, Diệp Quân gật đầu, sau đó vội cởi quần áo ra, Diệp Thanh Thanh đi tới trước mặt hắn, bà ấy cẩn thận quan sát cơ thể của Diệp Quân, đường vân trên người Diệp Quân đã kéo dài đến ngực, những đường vân này rất kỳ diệu. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy bên trong ẩn chứa vô số phù văn. Thấy cảnh này, Diệp Thanh Thanh nhíu mày, bà ấy giơ tay sờ lên đường vân trong đó, sau đó, sắc mặt bà ấy hơi thay đổi. Diệp Quân hỏi, sao thế ạ? Diệp Thanh Thanh nói với nét mặt nặng nề, bên trong những đường vân này chứa đựng sức mạnh rất cường đại. Sức mạnh cường đại? Diệp Quân tỏ vẻ nghi ngờ, sức mạnh gì? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không biết. Diệp Quân im lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, sau đó nói, e rằng chỉ có người phụ nữ kia biết được bí ẩn trong cơ thể phàm nhân này thôi. Diệp Quân cười khổ. Đúng là thế. Từ trước đến giờ, chỉ có cô váy trắng có cơ thể phàm nhân, không ai hiểu rõ sự kỳ diệu của cơ thể phàm nhân hơn bà ấy. Đương nhiên với hiểu biết của hắn về cô váy trắng, e rằng bà ấy còn chẳng quan tâm cơ thể người phàm gì đó. Diệp Thanh Thanh chợt nói, chỉ chiến đấu mới có thể khiến huyết mạch phàm nhân này đắp nặn cho thân thể của con à. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, vậy con chiến đấu với ta đi. Diệp Quân nhất thời hơi do dự. Cô này đánh nhau quá kịch liệt, hắn thật sự hơi không chịu đựng được. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh hỏi, sao? Không muốn à? Diệp Quân vội nói, không có không có. Có thể được cô luyện tập cùng là sự vinh hạnh của con. Diệp Thanh Thanh nhếch môi, thế à? Diệp Quân vội vàng gật đầu. Diệp Thanh Thanh nói, vậy thì ra tay đi. Dứt lời, bà ấy chợt biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân nhất thời thay đổi, hắn không dám lơ là, lập tức lao về phía trước, vung một kiếm ra. Kiếm quang như thác. Chẳng mấy chốc. Trong tiểu tháp vang lên tiếng kiếm reo dày đặc. Từ lúc giao thủ, Diệp Thanh Thanh đã chèn ép Diệp Quân, dưới kiếm của Diệp Thanh Thanh, Diệp Quân hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng. Vào lúc này, Diệp Quân mới thật sự cảm nhận được sự kinh khủng của Diệp Thanh Thanh, đế quân gì đó hoàn toàn không thể nào so sánh được. Bà ấy còn chưa sử dụng chút kiếm kỹ nào, chỉ vung kiếm một cách đơn giản, nâng tốc độ và sức mạnh đến cấp bậc cao nhất. Nhưng chỉ vung kiếm một cách đơn giản như thế lại khiến hắn không thể nào chịu đựng được. Đại đạo đơn giản nhất. Kiếm kỹ cũng là như thế. Cứ thế, Diệp Quân bị Diệp Thanh Thanh đánh gần một canh giờ, cuối cùng Diệp Quân không chịu được nữa mà ngã xuống đất. Vì hắn không dung hợp với Ngao Thiên Thiên. Một canh giờ qua, hắn thật sự chỉ bị ngược đãi, hoàn toàn không có khả năng đánh trả, bị áp đảo toàn bộ. Diệp Thanh Thanh đi tới trước mặt Diệp Quân. Bà cởi áo hắn ra, lúc này,
đường vân trên ngực hắn đã nhiều hơn, dù cũng không nhiều lắm, nhưng đúng là có tăng lên. Thấy thế, Diệp Thanh Thanh gật nhẹ đầu, chiến đấu đúng là có tác dụng. Dứt lời, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân, mau hồi phục, tiếp tục chiến đấu. Diệp Quân gật đầu, vâng. Dưới sự hồi phục của cây thần tự nhiên, chẳng bao lâu hắn đã hoàn toàn hồi phục. Hai người lại đại chiến một lần nữa. Cũng giống như trước kia, Diệp Quân vẫn bị áp chế toàn diện, nhưng lần này có một điểm khác, hắn đã bắt đầu chậm rãi quen với tốc độ và sức mạnh của Diệp Thanh Thanh. Đương nhiên đây cũng là Diệp Thanh Thanh cố ý muốn nhường, nếu không hắn gần như không có thời gian mà làm quen. Cứ như thế, một người cố tình dạy dỗ, một người cố gắng học hỏi. Bên ngoài thành Quan Huyên, lúc này đám người nhóm Nguyên Thiên Đế Quân đang tập trung với nhau, mọi người nhìn thành Quan Huyên phía xa với nét mặt rất nặng nề. Bọn họ đã thử tấn công thành Quan Huyên nhưng gần như không thể, trong thành có quá nhiều trận pháp, hơn nữa còn có những cao thủ bí ẩn sau khi tự bạo sẽ sinh ra đám mây hình nấm. Nguyên Thiên Đế Quân đột nhiên nhìn về phía người áo đen cầm đao bên kia, sau lưng người áo đen còn có mấy chục cao thủ bí ẩn. Những cao thủ bí ẩn này đều mặc đồ đen, không thấy rõ mặt, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nguyên Thiên Đế Quân hỏi, các hạ là? Người áo đen dẫn đầu nhìn thoáng qua Nguyên Thiên Đế Quân, không nói gì. Nguyên Thiên Đế Quân nhất thời nhíu mày, bây giờ còn ra vẻ nữa. Lúc này, một ông lão chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Người của ẩn tông. Nguyên Thiên Đế Quân nhìn về phía ông lão, lão ta trầm giọng nói, chúng ta đã điều tra rõ. Sở dĩ Diệp Quân chữa thương nhanh là vì hắn có một báu vật gọi là tiểu tháp, thời gian bên trong cái tháp này khác với thế giới bên ngoài. Nguyên Thiên Đế Quân hơi nhíu mày, thời gian khác. Ông lão gật đầu, trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Mẹ kiếp! Nghe thấy lời ông lão, sắc mặt Nguyên Thiên Đế Quân lập tức thay đổi, ông ta không khỏi tức giận mắng, không ngờ hắn lại có thần vật như thế. Sắc mặt những người khác cũng trở nên hơi nặng nề. Trong tháp 10 năm, bên ngoài một ngày. Thế thì đấu kiểu gì? Ông lão trầm giọng nói, chẳng những thế, trong cơ thể hắn còn có một cây thần tự nhiên, cái cây này có chức năng chữa trị, có thể chữa thương cho hắn mà không có giới hạn. Hơn nữa hắn còn có một gốc chân thụ, cây này là do chân thần trồng năm đó, trong cây có một thế giới, linh khí vô cùng vô tận. Nghe thấy thế, sắc mặt mọi người xung quanh nhất thời càng trở nên nặng nề hơn. Bây giờ bọn họ đã hiểu vì sao Diệp Quân lại như một con rắn đánh mãi không chết rồi. Huyền khí vô hạn, thần vật chữa thương vô hạn. Trên người như có một dòng suối tái sinh di động vậy. Ông lão đột nhiên nói tiếp, khi nãy Diệp Quân đã phát ra một lệnh treo thưởng. Nguyên Thiên Đế Quân nhíu mày, lệnh treo thưởng. Ông lão gật đầu, sau đó nói với mọi người nội dung lệnh treo thưởng của Diệp Quân. Khi nghe thấy nội dung treo thưởng của Diệp Quân, nét mặt tất cả Tuế Nguyệt nghịch lưu giả xung quanh chợt thay đổi. Không đánh nhau, sau này vẫn có thể nhận được tổ nguyên. Tốt thế à? Nguyên Thiên Đế Quân nhìn về phía ông lão, hắn thật sự nói như thế à? Ông lão gật đầu, phải. Mọi người im lặng. Không cần đánh nhau, trăm năm sau vẫn có thể lấy được tổ nguyên, hơn nữa cao thủ cấp bậc đế quân sẽ có hai tổ nguyên. Lúc này... Có người chợt nói, có thể tin tưởng lời nói của Diệp Quân này ư? Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói, Diệp Quân này nham hiểm xảo trá, không thể tin lời hắn ta được. Một ông lão chợt cất lời, ta thì thấy cũng có thể tin tưởng, Diệp Quân này là vua của vũ trụ Quan Huyên, hơn nữa còn là người được chân thần và chủ nhân bút đại đạo chọn chúng, cộng thêm biết hắn còn là kiếm tu, người như thế sao có thể nói dối chứ? Có người hỏi, hắn có nhiều tổ nguyên như thế à? Ông lão kia hỏi ngược lại, chẳng lẽ chủ nhân bút đại đạo và chân thần không có? Mọi người im lặng. Bọn họ không tin Diệp Quân có nhiều tổ nguyên như thế, nhưng bọn họ tin chủ nhân bút đại đạo và chân thần có. Thế còn đánh nhau nữa không? Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, Nguyên Thiên Đế Quân đột nhiên nhìn về phía ông lão, vì sao ông lại nói những chuyện này với ta? Nghe thấy thế, mọi người đồng loạt nhìn về phía ông lão ẩn tông. Ông lão bình tĩnh đáp, tông chủ nói quyền lựa chọn ở trong tay các người chọn ai cũng được, có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nguyên Thiên Đế Quân im lặng. Lúc này, ông lão lại nói, mọi người có biết vì sao đến bây giờ chủ nhân bút đại đạo vẫn không xuất hiện ở đây không?
Mọi người nhìn về phía ông lão, lão ta bình tĩnh nói, vì chủ nhân bút đại đạo đã bị tông chủ trấn áp. Mọi người thầm thấy kinh hãi. Chủ nhân bút đại đạo bị trấn áp. Ông lão nói tiếp, các vị, tổ nguyên chỉ có thể giải quyết vấn đề trước mắt, muốn trường sinh chân chính chỉ có thể lật đổ đại đạo, thành lập một thế giới vũ trụ không có trật tự. Mà Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo lại muốn thành lập một thế giới có trật tự, bây giờ hắn vì hoàn cảnh của mình mà hứa cho các người rất nhiều lợi ích, nhưng sau này thì sao? Mọi người im lặng. Ông lão lại nói, tông chủ từng nói, sau khi Diệp Quân thành lập trật tự, những cao thủ cao cấp như các người chính là kẻ uy hiếp lớn nhất với trật tự của hắn. Cũng giống như hoàng đế cổ đại ở thế giới bình thường vậy, lúc tranh giành giang sợ, ai không hứa hẹn sau này bề tôi sẽ được hưởng phú quý. Nhưng một khi giành được giang sơn thì còn bao nhiêu công thần dựng nước có thể sống sót. Mọi người im lặng suy nghĩ, không nói một lời. Ông lão tiếp tục, tông chủ nói thế giới này không có trật tự chính là trật tự tốt nhất, chỉ cần không có trật tự, mọi người sẽ không có bất cứ hạn chế nào, khi đó mọi người có thể đi xa hơn, còn có thể hưởng thụ tài nguyên vũ trụ vô cùng vô tận. Dứt lời, lão ta nhìn về phía đám người Nguyên Thiên Đế Quân, các người lựa chọn đi. Tông chủ nói người tôn trọng sự lựa chọn của các người, dù các người chọn Diệp Quân, ngài ấy cũng sẽ không trách tội. Kể cả Diệp Quân, dù chúng ta và Diệp Quân là kẻ thù, nhưng ngài ấy từng nói hai bên chúng ta không có đúng sai, chỉ là tín ngưỡng khác nhau, ngài ấy tôn trọng tín ngưỡng của người khác. Tôn trọng tín ngưỡng của nhau. Nghe thấy lời ông lão nói, tất cả cường giả có mặt đều lâm vào trầm tư. Thành thật mà nói. Lệnh treo thưởng của Diệp Quân thật sự rất hấp dẫn. Không cần vất vả, sau này vẫn có được tổ nguyên. Đây là chuyện cực kỳ tốt, nhưng lại không mấy thực tế. Diệp Quân thật sự tốt bụng như vậy sao? Đúng lúc này, thời không cách đó không xa bỗng tách ra, sau đó có hai người từ tốn đi ra ngoài. Chính là Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh vẫn mặc váy đen, lạnh lùng và quyến rũ. Diệp Quân thì mặc áo bào trắng, bên ngoài khoác trường bào, phong thần như ngọc, ẩn giấu sự sắc bén, dịu dàng tao nhã. Nhìn thấy hai người phía Diệp Quân, ông lão ẩn tông cau mày. Diệp Quân nhìn ông lão ẩn tông mỉm cười, sau đó nhìn nhóm Nguyên Thiên Đế Quân, các vị vẫn đang do dự à? Nhóm Nguyên Thiên Đế Quân nhìn Diệp Quân, không lên tiếng. Họ vẫn rất cảnh giác Diệp Quân. Diệp Quân nói, các vị đến giết Diệp Quân ta. Từ đầu đến giờ đã tổn thất bao nhiêu người rồi? Nhóm Nguyên Thiên Đế Quân đều chau mày. Diệp Quân nói tiếp, các người đuổi giết ta lâu như thế đã có được gì? Không có gì hết, vừa nãy ông lão kia nói Diệp Quân ta đang cho mọi người lợi ích không có thực, nhưng thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ tông chủ quá khứ tông không làm như vậy với mọi người sao? Nghe lời này của Diệp Quân, các tuế nguyệt nghịch lưu giả có mặt đều rơi vào im lặng. Từ lúc bắt đầu đuổi giết Diệp Quân đến giờ, xung quanh bọn họ đã có quá nhiều người ngã xuống. Hơn nữa, như Diệp Quân nói, chẳng lẽ tông chủ quá khứ tông không phải đang cho họ lợi ích không thực sao? Nghĩ đến đây, trong lòng ai cũng cảm thấy bùi ngùi. Trong mắt người thường, bọn họ là tuế nguyệt nghịch lưu giả ở mãi trên cao, là tồn tại vô địch. Nhưng chỉ có họ mới biết trong mắt một số đại lão, họ cũng chỉ là quân cờ mà thôi. Lúc này một tuế nguyệt nghịch lưu giả từ từ bước ra, nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, Diệp công tử, những lời hứa cậu nói có phải thật không? Nghe thấy câu này, các tuế nguyệt nghịch lưu giả khác đều nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, đương nhiên là thật, trăm năm sau, bất kỳ ai có thể ngược dòng tuế nguyệt đều có được một tổ nguyên. Cường giả cảnh giới đế quân có thể lấy hai tổ nguyên. Đương nhiên tiền đề là không phải kẻ thù của ta. Nghe được lời Diệp Quân nói. Tuế nguyệt nghịch lưu giả đó chắp tay, Diệp công tử, ta tin cậu, xin lỗi vì chuyện lúc trước. Tôi đảm bảo với cậu bắt đầu từ bây giờ sẽ không nhắm đến cậu và bất kỳ người nào liên quan đến cậu nữa. Nói xong ông ta cúi đầu thật sâu rồi xoay người rời đi. Sở dĩ ông ta lựa chọn rời đi là vì ông ta vẫn còn gần trăm năm tuổi thọ, không vội, vì thế ông ta không muốn trở thành con cờ của ai hết. Đối với ông ta lúc này chỉ có ba từ, sống tạm bợ. Sau khi tuế nguyệt nghịch lưu giả đó đi, mọi người cũng lục tục đi theo. Hiển nhiên không ai muốn trở thành con tốt của người khác cả. Ở nơi khác, vẻ mặt ông lão ẩn tông bình tĩnh như nước, ông ta cũng không ngăn cản mọi người. Không lâu sau,
đã có hơn trăm tuế nguyệt nghịch lưu giả rời đi. Nhưng cường giả bí ẩn cầm trường đao kia vẫn không đi, không chỉ có gã ta mà mấy chục cường giả bí ẩn phía sau gã ta cũng không nhúc nhích. Diệp Quân nhìn nhóm cường giả cầm trường đao ấy rồi mỉm cười, quay sang nhìn Nguyên Thiên Đế Quân. Nguyên Thiên Đế Quân im lặng, ông ta đang do dự, đấu tranh. Đi! Đúng là ông ta có nghĩ tới. Nhưng tuổi thọ của ông ta không còn tới trăm năm, nếu trăm năm sau Diệp Quân không thành công, ông ta sẽ xong đời. Nhưng nếu tiếp tục giết Diệp Quân, nghĩ đến đây, ông ta không khỏi nhìn Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh đang đứng cách đó không xa. Diệp Quân này có dễ giết không? Tất nhiên là không dễ giết. Từ đầu đến giờ đã có không ít cường giả cảnh giới đế quân ngã xuống, không chỉ vậy, đến tộc trưởng cổ tộc đáng sợ như thế cũng đã ngã xuống. Thanh niên này không đơn giản. Nguyên Thiên Đế Quân khẽ thở dài. Mọi người có mặt đều đang nhìn Nguyên Thiên Đế Quân. Sau khi tộc trưởng cổ tộc chết, Nguyên Thiên Đế Quân dã trở thành thủ lĩnh của họ, vì thế thái độ của ông ta cực kỳ quan trọng. Diệp Quân cũng đang nhìn Nguyên Thiên Đế Quân, chờ đối phương đưa ra lựa chọn. Lúc này Nguyên Thiên Đế Quân lại chợt nhìn sang ông lão ẩn tông. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân nhíu mày, đồng thời ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lùng. Rõ ràng Nguyên Thiên Đế Quân muốn quá khứ tông tăng điều kiện để nhận được nhiều lợi ích hơn. Ánh mắt ông lão ẩn tông cũng lạnh đi, đương nhiên ông ta cũng nhìn ra được ý đồ của Nguyên Thiên Đế Quân. Diệp Quân đã cho lợi ích rồi nhưng Nguyên Thiên Đế Quân vẫn không hài lòng, ông ta muốn xem quá khứ tông có thể cho được lợi ích gì. Tham lam! Ông lão ẩn tông nhìn Nguyên Thiên Đế Quân, không nói gì. Thấy thế, trong lòng Nguyên Thiên Đế Quân chợt thấy hơi sợ. Ông ta không phải kẻ ngốc, dù là ánh mắt của Diệp Quân hay ánh mắt của ông lão ẩn tông. Đều khiến ông ta hiểu rằng chút tâm tư này của ông ta đã bị hai người nhìn thấu, hơn nữa họ còn rất bất mãn với ông ta. Nói cách khác là ông ta đã đánh giá mình quá cao. Nghĩ tới đây, Nguyên Thiên Đế Quân nhìn Diệp Quân, chắp tay nói, Diệp công tử, trước đây đã đắc tội nhiều với cậu, mong cậu lượng thứ. Nói xong ông ta quay người bỏ đi. Cuối cùng ông ta vẫn quyết định đi. Bởi vì cho đến giờ ông ta cũng không nhìn thấy hy vọng gì. Bảng đế quân càng ngày càng yêu nghiệt, càng ngày càng lớn mạnh, còn át chủ bài càng lúc càng nhiều, ông ta đã không còn tự tin để đánh tiếp nữa. Nếu đánh tiếp thì có lẽ sẽ thật sự phải bỏ mạng tại đây. Tín ngưỡng. Quá viển vông. Tạm gác lại đã. Thấy Nguyên Thiên Đế Quân rời đi, Bạch Tướng Đế Quân và Võ Tôn Đế Quân nhìn nhau, cuối cùng họ khẽ thở dài rồi cũng quay người rời đi. Mặc dù nhìn quá khứ tông có vẻ chiếm ưu thế. Nhưng họ thật sự không muốn tiếp tục liều mạng nữa. Bởi vì Diệp Quân không yếu. Nếu ai yếu, bắt nạt một chút thì họ chắc chắn sẽ vui, nhưng Diệp Quân không yếu, đánh hắn đồng nghĩa với việc phải liều mạng. Họ thật sự không muốn liều mạng. Sau khi mấy vị đế quân rời đi, những tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại cũng lần lượt đi theo. Đế quân đã đi rồi, đương nhiên họ không dám ở lại đây nữa. Mà ông lão ẩn tông không ngăn cản. Cũng không giữ lại, mặc cho các tuế nguyệt nghịch lưu giả đi. Chân vũ trụ. Chân vũ trụ hiện nay vẫn đang không ngừng đột phá vòng vây. Tuế nguyệt nghịch lưu giả ở chân vũ trụ bị giết không ít, nhưng càng lúc càng nhiều, hơn nữa càng lúc càng mạnh. Đến nỗi bây giờ chân vũ trụ đã bị kìm chế, không thể đột phá vòng vây. Trước chân thần điện, Từ Nhu ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Bên cạnh nàng ta là Từ Thụ và Tả Tướng. Tả Tướng trầm giọng bảo, mục đích thật sự của chúng không phải chúng ta mà là Diệp Quân. Nói đến đây bà ta quay đầu nhìn Từ Nhu, có liên lạc được với Diệp Quân không? Từ Nhu lắc đầu. Từ đầu đến giờ, nàng ta đã thử liên lạc với Diệp Quân bằng mọi cách nhưng không được, nàng ta biết bây giờ Diệp Quân đã trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Sở dĩ nàng ta biết Diệp Quân đã trốn vào Tuế Nguyệt Trường Hà là vì không lâu trước đó một cường giả bí ẩn đã tới đây, nói với nàng ta một vài chuyện về Diệp Quân. Mà cường giả bí ẩn đó tự xưng là người của Tuế Nguyệt Các. Tuế Nguyệt Các, nàng ta cũng rất xa lạ với thế lực đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà này. Tuế Nguyệt Trường Hà, thật ra nàng ta biết về Tuế Nguyệt Trường Hà không nhiều. Bởi vì trước đó có từ chân nên cường giả Tuế Nguyệt Trường Hà không dám đặt chân vào chân vũ trụ. Khi đó từ chân không chỉ trấn áp vũ trụ kiếp, còn có vô số đại lão ở Tuế Nguyệt Trường Hà.
Từ Chân không đi gây sự với bọn họ là bọn họ đã cảm ơn trời cảm ơn đất lắm rồi. Vì thế bọn họ không dám đặt chân vào chân vũ trụ, điều này cũng khiến phía Tuế Nguyệt biết rất ít về những cường giả và thế lực ở Tuế Nguyệt Trường Hà. Mà sau khi Từ Chân rời đi, cường giả và thế lực ở Tuế Nguyệt Trường Hà bắt đầu lục tục xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này Từ Thụ cũng thấy lo lắng, không biết Tiểu Kính. Từ Kính, nàng ta là người duy nhất của chân vũ trụ đột phá được vòng vây thoát ra ngoài. Từ Nhu nói, nàng ấy sẽ không sao đâu. Từ Thụ nắm lấy tay Từ Nhu, khẽ nói ta rất lo cho họ. Trước đây có Từ Chân, gặp phải chuyện gì họ cũng không phải lo lắng bao giờ, bởi vì đã có người lo liệu. Nhưng bây giờ, Từ Nhu nhìn bầu trời, đáy mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Đã lâu lắm rồi không có tin gì. Đúng lúc này, bầu trời phương xa chợt tách ra, giây tiếp theo hàng trăm cường giả bí ẩn lao ra từ thời không Tuế Nguyệt đó, những cường giả ấy lao thẳng về phía Tuế Nguyệt nghịch lưu giả kia. Nhìn thấy cảnh này, nhóm Tuế Nguyệt nghịch lưu giả và nhóm Từ Nhu đều sững sờ. Những người này từ đâu ra vậy? Một ông lão mặc đồ đen xuất hiện trước mặt Từ Nhu, hơi cúi đầu với Từ Thụ và Từ Nhu, thuộc hạ bái kiến hai vị thiếu chủ mẫu. Thiếu chủ mẫu? Từ Nhu nhìn ông lão trước mắt, ngươi là Tần Quan. Nói đến đây, nàng ta chợt thấy có gì đó không đúng lắm. Tần Quan? Nói một cách chính xác thì bây giờ người phụ nữ này và Từ Nhu. Mình đang nghĩ gì thế này? Từ Nhu lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Ông lão áo đen cung kính nói, hai vị thiếu chủ mẫu, hiện giờ thiếu chủ đang ở thành Quan Huyên, tạm thời bình an vô sự, hai thiếu chủ mẫu không cần lo lắng. Từ Nhu nhìn chằm chằm ông ta, các ngươi do Tần các chủ đào tạo à? Ông lão áo đen gật đầu. Từ Nhu hỏi, đào tạo từ khi nào? Ông lão áo đen đáp, từ rất lâu rồi. Từ rất lâu rồi. Từ Nhu nheo mắt, một lúc sau trong mắt nàng ta hiện lên vẻ phức tạp, người nhà họ Dương ai cũng lợi hại. Có lẽ khi vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ còn mâu thuẫn, Tần các chủ đã bắt đầu lên kế hoạch cho Tuế Nguyệt Trường Hà rồi. Đương nhiên, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, người phụ nữ đó rất kỳ dị. Nếu khi xưa kiếm chủ nhân gian không được bà giúp thì cũng chẳng thể đấu lại được chân vũ trụ. Từ Nhu không nghĩ nhiều nữa, quay sang nhìn Từ Thụ, muội ở lại đây đi, ta đến thành Quan Huyên. Từ Thụ lập tức lắc đầu, không được, tỷ. Từ Nhu lập tức ngắt lời Từ Thụ, ta nhất định phải đi. Từ Thụ nhìn Từ Nhu, không nói gì. Từ Nhu nhẹ giọng bảo, bây giờ chắc chắn bên hắn đang thiếu người, ta qua đó có thể giúp đỡ. Muội ở lại đây với tả tướng đi. Từ Thụ im lặng hồi lâu, các tỷ đều phải thật ổn đấy nhé. Từ Nhu gật đầu, sau đó nhìn ông lão mặc đồ đen trước mặt, đưa ta đến thành Quan Huyên đi. Ông lão áo đen do dự. Từ Nhu bình tĩnh hỏi, sao, không được à? Ông lão áo đen cười khổ, thiếu chủ mẫu, nguy hiểm lắm, bây giờ ở Tuế Nguyệt Trường Hà, ẩn tông vẫn luôn theo dõi chúng ta đã giao chiến với bọn chúng nhiều lần rồi. Tổn thất không ít cường giả, không chỉ vậy, ta vừa mới nhận được tin quá khứ tông còn mở quỷ vực rồi nữa. Từ Nhu ngắt lời ông ta, đưa ta đi. Ông lão áo đen còn muốn nói gì đó thì Từ Nhu đã nói tiếp, chẳng phải ngươi gọi ta là thiếu chủ mẫu sao? Thế nào, chẳng lẽ thân phận này là giả? Ông lão áo đen vội vàng nói, thiếu chủ mẫu nói nặng lời rồi. Ta, đưa thiếu chủ mẫu đi. Từ Nhu gật đầu, đi thôi. Ông lão áo đen quay đầu lại, người đâu? Vừa dứt lời, 10 cường giả áo đen xuất hiện sau Từ Thụ, ông lão áo đen nhìn Từ Thụ, thiếu chủ mẫu, họ sẽ đi theo người bảo vệ người an toàn. Nói xong ông ta lại cung kính đưa cho Từ Nhu một chiếc nhẫn không gian, thiếu chủ mẫu, đây là thứ các chủ bảo ta đưa cho người, nói là khi gặp nguy hiểm thì mở nó ra. Đại chiến toàn vũ trụ. Từ Thụ nhìn nhẫn không gian trước mặt. Rõ ràng vị Tần các chủ kia đã biết chuyện nàng ta mang thai. Từ Thụ không từ chối, nhận lấy nhẫn không gian. Ông lão áo đen lúc này mới đưa Từ Nhu biến mất trên bầu trời. Từ Thụ nắm chặt chiếc nhẫn trong tay phải, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng hơi nhô lên, nhìn bầu trời, trong mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. Bởi vì việc đã đến mức này, nàng ta cảm thấy ngày càng nguy hiểm. Tông chủ quá khứ tông. Thực lực của người phụ nữ đó thật sự rất đáng sợ. Vũ trụ Quan Huyên. Ngày hôm nay,
bỗng nhiên có một đám cường giả đến từ Tuế Nguyệt Trường Hà xông ra, đi thẳng về phía các Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Bên dưới, An Nam Tịnh cau mày, nhưng rất nhanh bà ấy lại như nghĩ tới cái gì, vẻ nghi hoặc trong mắt lập tức biến mất. Lúc này, một người áo đen đi tới trước mặt An Nam Tịnh, người đó cung kính hành lễ, võ thần các hạ tôn kính, các chủ mời bà lập tức đến thành Quan Huyên giúp đỡ, nơi này giao cho chúng ta bảo vệ. An Nam Tịnh bình tĩnh hỏi, Tần Quan à? Người áo đen gật đầu, đúng vậy. An Nam Tịnh lại hỏi, hai kiếm tu đi giúp đỡ lúc trước, họ. Người áo đen trầm giọng nói, hai người họ bị cường giả bí ẩn của quá khứ tông ngăn cản, tạm thời chưa thể thoát thân. An Nam Tịnh nhíu mày, có thể ngăn được hai kiếm tu ấy, rất không đơn giản. Nhưng nghĩ tới điều gì, An Nam Tịnh lại hỏi, nhị nha với tiểu bạch đâu? Nghe thấy lời này của An Nam Tịnh, người áo đen hơi khó xử. An Nam Tịnh nhìn hắn ta chằm chằm, nói. Người áo đen đáp, đúng là họ không bị khống chế, nhưng, hình như họ đã quên phải đi hỗ trợ rồi. Nói đến đây, hắn ta toát mồ hôi lạnh. An Nam Tịnh nghe hắn ta nói xong thì im lặng không nói. Hai người duy nhất đột phá ra ngoài được thì lại đi chơi khắp nơi. Không đáng tin cậy. An Nam Tịnh khẽ lắc đầu, thở dài nói, đi thôi. Nói xong, bà hóa thành thương mang bay vút lên trời, rồi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Người áo đen không lập tức đi ngay mà tới trước mặt Nạp Lan Ca. Khi người áo đen xuất hiện, Nạp Lan Ca lập tức chạy tới. Người áo đen cung kính hành lễ với Nạp Lan Ca, thiếu chủ mẫu, các chủ bảo thuộc hạ chuyển lời tới người, bây giờ thiếu chủ bình an vô sự, không cần lo lắng. Nạp Lan Ca nhìn người áo đen trước mặt, ta muốn đi tìm hắn. Người áo đen do dự một chút, mới nó, các chủ đã dặn vũ trụ quan huyên vẫn cần thiếu chủ mẫu chủ trì đại cục. Vẻ mặt Nạp Lan Ca âm trầm, giây tiếp theo, cô ngẩng đầu nhìn người áo đen, ta phải đi, người dẫn đường đi. Cô biết lần này rất có thể là lần nguy hiểm nhất với Diệp Quân. Lần này cô không muốn lo cho đại cục nữa, cô chỉ muốn ở bên cạnh hắn. Nếu Diệp Quân có chuyện gì, vũ trụ quan huyên cũng chẳng còn ý nghĩa gì với cô nữa. Người áo đen hơi khó xử, ánh mắt Nạp Lan Ca dần trở nên lạnh lùng, dẫn đường. Thấy Nạp Lan Ca tức giận, người áo đen không dám chần chờ nữa, vội vàng hành lễ, mời thiếu chủ mẫu đi theo ta. Nói xong hắn ta đưa Nạp Lan Ca quay người biến mất trên bầu trời. Trước cửa thần điện hư chân, Lý Bán Chi nhìn tinh không cuối trời, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy lo lắng. Tần Quan cho người tới tìm các cường giả phía An Nam Tịnh có nghĩ là bây giờ chắc chắn Diệp Quân đã gặp phải cường giả cực mạnh. Tuế Nguyệt Trường Hà. Lý Bán Chi im lặng một lúc rồi quay người rời đi. Bà nhất định phải bảo vệ vũ trụ Quan Huyên. Thành Quan Huyên. Trong tiểu tháp, Diệp Quân vẫn đang luyện tập cùng Diệp Thanh Thanh. 20 năm. Hắn và Diệp Thanh Thanh đã luyện tập với nhau 20 năm. Trong 20 năm này ngày nào hắn cũng bị Diệp Thanh Thanh đánh không thể đánh trả. Đương nhiên hắn cũng thu hoạch được không ít, thực lực hiện tại so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Thời không Tuế Nguyệt chồng chéo đã có thể đạt tới 5 lần. Hơn nữa còn là khi không có Ngao Thiên Thiên giúp sức, nếu có Ngao Thiên Thiên giúp sức, uy lực của hắn sẽ còn mạnh hơn. Mặc dù vẫn không thể đánh bại Diệp Thanh Thanh, nhưng thực lực của hắn so với lúc đầu đã có sự thay đổi kinh thiên động địa. Có thể nói, từ khi kiếm đạo của hắn nhập thần, 20 năm không ngừng chiến đấu, coi như thực sự ổn định cảnh giới của bản thân và cảnh giới của kiếm đạo. Điều này cũng khiến hắn hiểu rằng nếu đi quá nhanh cũng không tốt, phải vững vàng. Ngoài hắn ra, thực lực của Ngao Thiên Thiên cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ cô ấy đã hoàn toàn hiểu được truyền thừa rồng tổ, giáp thần Thiên Long mà cô ấy thi triển ra cũng đã trở thành thần giáp tổ long, sức phòng ngự mạnh hơn gấp 10 lần trước đây. Thực lực của cả hai đều được cải thiện rất nhiều. Nếu cả hai người hợp nhất, thực lực sẽ còn mạnh hơn nữa. Tiếc là cơ thể người phàm của hắn vẫn chưa hoàn toàn hình thành, đường vân trên người hắn đã biến mất, chỉ khi chiến đấu mới xuất hiện, nhưng tốc độ đúc thân thể vô cùng chậm, càng về sau càng chậm. Theo lời của Diệp Thanh Thanh thì có lẽ bây giờ chỉ trận chiến sinh tử mới có được kết quả tốt hơn. Mà hắn luyện tập cùng Diệp Thanh Thanh đương nhiên không thể là trận chiến sinh tử. Nếu làm thật thì bây giờ hắn vẫn chưa phải đối thủ của Diệp Thanh Thanh. Hôm nay, Phong Lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh,
Ông ấy nhìn Diệp Quân với vẻ mặt vô cùng nặng nề, thiếu chủ, họ tới rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 52.